này lại có hương thơm. Tiểu tử, hồ nước này hình như là thần phách linh túy. Không ngờ có nhiều như vậy, hình thành nên cả hồ nước. Kiểm tra thấy thần phách linh túy. Vậy này do thiên thể tinh hoa hóa thành, mượn linh túy này tu luyện có thể khiến tư duy tỉnh táo. Tốc độ tu luyện thần hồn lực và đạo ẩn đều tăng 30%, đồng thời có thể dùng để luyện đan. Ôi trời, tuyệt vậy. Đến lúc thăng cấp rồi. Tiểu tử, đây là thần phách linh túy có thể nâng cao tốc độ tu luyện, muốn dừng ở lại đây, tu luyện không? Dừng lại. Đương nhiên không rồi. Thần vật như vậy nếu để kẻ khác nhìn thấy thì không tốt. Chúng ta sẽ đem đi, quay về tu luyện cho tốt. Tiểu tử, người làm gì vậy? Ngưng tụ linh túy thành cầu thêm, sau đó không ngừng để nén thu nhỏ. Sau đó cho vào trong dung khí thu nhỏ đến cực trí một lượng trở nên dễ dàng mang đi. Nhìn này, như vậy dùng không hết cũng có thể mang theo tùy thân, không thể để tên khác chiếm được. Tiểu tử, không hổ là ngươi. Mau nhìn kìa, đáy hồ sau khi cạn hình như có thứ gì đó. Là một miệng linh túy kết tinh. Đây là tinh hoa của vô số linh túy động thành. Nào, lần này đúng là thu hoạch tràn đầy. Tiểu cô nương, đợi chúng ta tìm được một nơi an toàn sẽ sử dụng linh túy để tu luyện. Được. Ha ha ha, bẫy của bổn thần tôn thành công rồi. Con chó ngươi làm gì vậy, sao lại làm ra động tĩnh lớn thế? Tháng trước ta phát hiện một sơn động, điểm cuối bị một đạo cấm chế phong ấn, ta biết bên trong nhất định có bảo bối gì đó. Thế là ta đã dán một mảnh giấy chữ lên trên cấm chế, thu hút sự tấn công của tu sĩ khác. Người viết cái gì? Chính là viết xé thì chết cả nhà, không phục thì vào đây chiến mà thôi. Con chó này, còn học kích tướng pháp cơ đấy. Động tĩnh này lớn quá, không chỉ là phá cấm chế ra, đến sơn đông cũng sập rồi. Động huyệt ở ngay phía dòng sông, đi theo ta. Tiêu cô nương, chúng ta đi theo xem sao. Màu đỏ dưới nước là gì vậy? Máu, là máu. Bị phong ấn trong động huyệt, có lẽ là hung vật. Oa, tiêu tử hình như, có một dự cảm không lành. Có mấy người đang bỏ chạy thục mạng bởi thứ gì đó. Đó là muỗi. Tiểu cô nương lùi lại. Không. Đừng mà. Hắn ta bị đám muỗi hút đến khô máu luôn. Con muỗi này có lẽ rất khủng bố. Tu sĩ hợp thể kỳ chớp mắt đã bị hút cạn toàn bộ máu rồi. Đó là phệ thiên ma văn, khủng bố ma vật thời kỳ thượng cổ. Nghe nói nghìn năm trước bị tiên nhân phong ấn ở trong cấm chế. Đăng tiên lộ phá cấm chế, bay do tha chúng ra ngoài hết rồi. Tại sao lại trách ta? Ta chỉ là dán mảnh giấy thôi mà. Đừng phí lời nữa. Còn nói nữa là bị hút cạn hết đấy. Hai vị tu sĩ này, mau chạy đi tấn công chúng vô dụng thôi. Sau khi bị ma văn này ăn cạn kiệt, thi thể sẽ trở thành chiếc giường âm cho một lũ ma văn. Nếu kéo dài chiến đấu, chỉ có sinh ra nhiều ma văn hơn. Tu sĩ trong sơn động này chết cả rồi, các người mau chạy đi. Cẩn thận. Bọn chúng đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên dừng lại. Mùi máu tanh, lũ muỗi đột nhiên dừng lại rồi. Ma văn toàn bộ đi theo nguồn của mùi máu tanh rồi. Bên đó xảy ra chuyện gì? Được cứu rồi. Cảm ơn đạo hữu ra tay giúp đỡ. Bọn ta còn có chuyện gấp đi trước. Ấy, đợi đã, toàn bộ đông huyệt chỉ có hai người chạy được ra ngoài. Át hẳn có đồ tốt ở trên người đúng không? Đồ trong túi, mang ra đây ta xem. Đạo hữu, tại hạ vừa sống sót ra khỏi sơn động, không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu ngươi muốn biết như thế, thì xuống dưới kia hỏi đám tu sĩ đã chết trong sơn động đi. Hắn ta rút kiếm quay lại đâm bên một cú đầy bất ngờ. Tiểu tử, đồ vong ân phụ nghĩa, chúng ta vừa cứu các người đấy. Hai ngươi lui xuống cho ta. Còn dám bước thêm một bước, thì sẽ có kết cục giống tiểu tử này. Thật là, suýt nữa làm rách y phục của ta rồi. Cái gì? Mên bẻ gãy kiếm của hắn, rồi cho hắn một đấm vào cằm. Y phục của ta đắt lắm đấy, làm rách thì ngươi đền được không? Đại ca, tiểu tử này, thứ ngươi mang ra khỏi sơn động chỉ có tầm tiên đồ này thôi sao? Phá cấm chế là thánh hiền cung dẫn đầu, bọn họ người đông thế mạnh, ta chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn, giành được tấm bản đồ này rồi bỏ chạy thôi. Hừ, thánh hiền cung, lúc các ngươi bỏ chạy, chắc cũng tạo cho họ không ít phiền phức chứ. Trong cấm chế kia đâu đâu cũng là phệ thiên ma văn. Nếu không kéo mấy người làm đệm lưng, thì làm sao chúng ta chạy ra ngoài được? Nhưng dường như thiếu chủ Thánh Hiền Cung đã dẫn người đi sâu vào bên trong rồi. Đồ âm hiểm, xích sắt này là ta dùng đạo ẩn tạo thành. Hai người ở đây đợi đến khi sông cạn đá mòn, thọ nguyên chấm dứt đi. Không, đừng mà, cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Ta nguyện làm trâu, làm ngựa cho ngươi. Tiểu tử, tấm tiên đồ này ghi chép gì thế? Trong đăng tiên lộ có vô số tiên ngộ, có lẽ có thể căn cứ theo địa đỗ này để tìm ra tiên khí. Đây không giống một tấm tầm tiên đồ, mà là một tấm tầm cửu tín. Cái gì? Người viết thư là tu sĩ vào đăng tiên lộ nhiều năm trước. Trong đăng tiên lộ, hắn đã tìm được bí mật của phá không phù. Phá không phù? Đây là mấu chốt để ta quay về trái đất, vậy mà lại có thể gặp được ở đây.
Người này tên Trương Thiên Đạo, vốn dĩ phá không phù không thể tùy tiện sử dụng, mã cần một truyền tống trận, mà trong đăng tiên lộ này lại có một truyền tống trận. Phá không phù nhất định có một cặp, một là xuất phát, một là trở về. Trường Thiên Đạo dùng phá không phù đến thẳng tiên cảnh, không cần chịu nỗi khổ của đại thừa kỳ. Nhưng sau khi luyện chế được phá không phù, thì Trường Thiên Đạo và đạo lữ của hắn lại rơi vào một sát trận. Không ngờ đạo lữ sống sót, đã bỏ lại một mình hắn trong sát trận. Trương Thiên Đạo vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể rời khỏi sát trận. Trước khi thọ nguyên chấm dứt, hắn đã đợi được một thời cơ, truyền phong tầm cừu tín này qua khe hở của sát trận ra ngoài. Hắn nói nữ nhân đó không hề cướp đi phá không phù của hắn, nếu có ai mang được đầu nữ nhân đó về, thì sẽ có thể giành được phá không phù. Vậy vì sao nữ nhân bỏ lại hắn trong sát trận lại không lấy phá không phù đi? Tin tức trong phong thư này không thể hoàn toàn tin được. Thế nhưng ta muốn thử một lần. Nếu có thể lấy được phá không phù, thì ta sẽ có hy vọng trở về quê hương. Hồng Nhan nhớ lại đã có lần Từ Khuyết kể về quê hương của mình, nơi đó có muội muội đang chờ. Tiểu tử, cho dù gặp nguy hiểm, thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Tiểu cô nương, được, mùi máu tỏa ra ban nãy vô cùng bất thường, chúng ta đi xem thử đi. Hai ngươi tự đi với nhau đi, ta không đi đâu. Ấy, ngươi đi đâu thế, nơi này nguy hiểm, thêm một con chó cũng tốt. Thả ta ra. Đăng tiên lộ này vô cùng nguy hiểm, ta mới không cùng các người đi nộp mạng đâu. Nhị cẩu tử, ta nói ngươi nghe, nếu lấy được phá không phù, cùng về quê hương ta, thì cánh gà rán, đậu phụ thối có đầy ngoài đường, ngươi có thể ăn đến no. Thật, thật sao? Ha! Đồ ngon cái gì, chúng ta là huynh đệ, ngươi muốn đi tìm bảo vật, thì bản thần tôn bắt buộc phải đi cùng ngươi, chúng ta đi. Tiểu cô nương, Thánh Hiền Cung có lai lịch gì? Thánh Hiền Cung là thế lực được các lão ở triều đại hoàng đế đầu tiên của Thông Thiên Quốc thành lập sau khi tử quan, tuyển chọn tài tử tư chất thông minh, lại tinh thông kinh sử khắp thiên hạ, đến nay đã có hàng ngàn năm lịch sử. Cung chủ hiện nay là Vệ Thiên Lê, thế nhân gọi là Vệ Phu Tử, thực lực không hề thua kém Thánh Thượng. Thực lực tổng thể của Thánh Hiền Cung cũng không hề thua kém Thông Thiên Quốc. Ồ, xem ra Thánh Hiền Cung này quả là không đơn giản. Thế lực có thực lực như thế lại để người ta đoạt mất tầm cừu tín trong sơn động, nhất định không đơn giản. Tiểu tử, Thánh Hiền Cung này còn có một việc phỉ nói với ngươi. Việc gì thế? Kiếp trước, Thánh Thượng từng ban hôn ước, hứa hôn ta cho thiếu chủ Thánh Hiền Cung, Vệ Tử Tuần. Việc này là để thắt chặt quan hệ giữa đế cung và Thánh Hiền Cung, lúc đó thiên hạ đều biết, nhưng ta không hề đáp ứng, nói với bên ngoài là bế quan tu luyện. 5 năm sau, bọn họ liên thủ khống chế ta, dùng tiên khí dồn ta vào chỗ chết mà chuyển thế. Nếu gặp được hắn, ngươi đừng kích động. Tiểu cô nương yên tâm, đây đều là hôn ước của đời trước rồi, ta sẽ không để ý đâu. Không để ý, đùa gì thế? Vệ Tử Tuần, dám có ý đồ với nữ nhân của ta sao, ngươi chết chắc rồi. 2 ngày sau, cửa sơn động, vị trí mùi máu kia tỏa ra chắc là sơn động này. Người của Thánh Hiền Cung nhất định ở trong đó. Phệ Thiên Ma Văn đều bị sơn động này dụ vào trong, bên trong nhất định có huyền cơ, đợi bọn họ ra ngoài, chúng ta liền ra tay. Thiếu chủ chạy mau. Đến rồi, hai người đợi tín hiệu của ta. Hai người vừa chạy ra khỏi động nguyên liền dùng dây, tấn công vào bên trái tên mặc áo vàng, nhằm cướp chiếc túi của hắn. Hắn ta bị mên lấy mất túi đồ. Đồ bị cướp rồi. Thiếu chủ, bọn ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngày gì thế này? Hắn ta vừa thoát ra đám người đã nhanh chóng dùng trận pháp phong ấn tòa sơn động lại. Mên bị nhốt lại bên trong trận pháp, đám muỗi đang đuổi theo. Tiểu tử đây là bí pháp đại trận của Thánh Hiền Cung ta. Có gan dám cướp bảo vật của ta, ở trong đó mà chịu bị thiên ma văn ăn đi. Thánh Hiền Cung Vệ Tử Tuần độ kiếp kỳ đỉnh phong. Không ổn. Vệ Tử Tuần. Ta mệnh lệnh cho ngươi lập tức giải trừ trận pháp. Thánh Tôn, là người. Thánh Tôn, sao người lại ở đây? Gặp được người ở đây thực sự quá tốt rồi. Ta nói lại lần nữa, giải trừ trận pháp. Nếu không ta lập tức lấy mạng ngươi. Thiếu chủ. Các người lui xuống. Thánh Tôn, tuy không biết nam tử đó là gì của người. Nhưng Thánh Hiền Cung bí trận một khi triển khai, ít nhất cần nửa canh giờ mới có thể đóng. Cái gì nam tử đó, chết chắc rồi. Tiểu tử. Đám ma mũi quây chặt mên thành một khối hình cầu tròn. Ha ha ha, cho ngươi cướp bảo vật của bổn thiếu chủ này. Bị nhiều phệ thiên mà văn bao vây như vậy, sợ là đến cặn cũng không còn. Thánh Tôn, cái này không thể trách ta được, pháp trận quả thực không thể đóng được. Nếu hắn chết, ngươi phải đền mạng. Đợi đã, mau nhìn kìa. Luồng sáng đó. Khối hình cầu đã bị phá tan, mên vẫn ung dung đứng đó. Không tổn hại gì. Tại sao phệ thiên ma văn không khiến hắn bị thương? Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương, yên tâm. Mấy con muỗi này không làm gì được ta đâu. Dùng ngũ thần hoa lộ thủy, sẽ không sợ muỗi đốt nữa. Tiểu tử này, kể cả tạm thời không sao, ngươi cũng không chịu nổi nửa canh giờ đâu. Ma văn trong sơn đồng vô cùng vô tận.
đợi lũ tiếp theo đến tấn công ngươi. Mên ung dung đi ra khỏi pháp trận của hắn. Tiểu lão đệ cằn nhằn cái gì vậy? Cút ra, đừng cản đường. Ngươi, tiểu cô nương, về tử tuần ban nãy cô nói đang ở đâu? Ừm, hắn ở ngay sau ngươi đó. Hừ, bản thiếu chủ ở đây. Dô, hóa ra ngươi chính là vệ công tử à, nghe danh đã lâu. Hắn ta tức giận nghiến răng, ngươi. Ta chỉ nói với người ba câu. Một, giao bảo vật ban nãy ra. Hai, giao hoa lộ thủy kia ra. Ba, tự chặt tay ngươi. Vệ tử tuần, ngươi. Thánh tôn bệ hạ, người biết đắc tội với thánh hiền cung có kết cục gì không? Người uy hiếp ta sao? Mên không nói gì tung luôn nắm đấm. Ngươi muốn tỉ thí với ta à? Ngươi còn non lắm. Cái gì? Xin lỗi, ta không định tỉ thí với ngươi, mà chỉ muốn rời sự chú ý của ngươi, sau đó tặng chiếc nón cho ngươi đội thôi. Mũ tha thứ đã có tác dụng. Ta cũng chỉ nói với người ba câu. Thứ nhất, giao nhẫn chữ vật trên người ngươi ra. Thứ hai, bảo người của Thánh Hiền Cung dẫn ta đi tìm Trương Thiên Đạo. Thứ ba, giải trừ hôn ước giữa ngươi và Khương Hồng Nhan. Cô ấy là nữ nhân của Tạc Thiên Bang Tử Khuyết này. Người thật to gan, lại dám đưa ra yêu cầu này với thiếu chủ. Ta phải giết ngươi. Tất cả lui xuống. Đây là nhẫn chữ vật của ta. Bên trong có các loại bí bảo của Thánh Hiền Cung. Đợi sau khi phát trận được giải trừ, đệ tử Thánh Hiền Cung sẽ đưa ngươi vào động. Cuối cùng, ta sẽ không dây dưa với Thánh Tôn nữa, cô ấy là nữ nhân của ngươi. Thiếu chủ, vì sao phải đồng ý với yêu cầu vô lễ như thế chứ? Để chúng ta giết hắn đi tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Các người thì hiểu cái gì? Tất nhiên là tha thứ cho hắn rồi. Thiếu chủ, huynh đệ, phải kiên cường. Tiểu tử, ngươi đã sử dụng pháp thuật gì mà hắn lại ngoan ngoãn nghe lời như thế? Là bí bảo có công hiệu tương tự như hắc côn. Hắn tạm thời sẽ nghe lời chúng ta. Nửa canh giờ tiếp theo, tất cả mọi người đều đợi trận pháp giải trừ. Xem ra tiểu tử này không nói dối, trận pháp đúng là cần thời gian. Nhân lúc này, xem trong nhẫn chữ vật của tên này có bảo bối gì. Khi thật, trong này đựng đầy bảo vật. Còn nhiều hơn số bảo bối ta lừa gạt được mấy năm nay gấp mười mấy lần. Mặc dù tài bảo bình thường chẳng có ích gì với ta, nhưng số lượng này cũng làm người ta quá ngạc nhiên rồi. Xem thử túi ban nãy cướp được nào, ý bên trong là một quả trứng. Với phiên bản của hệ thống, không thể phân tích được. Xin nâng cấp lên hệ thống 10.0. Lại phải nâng cấp hệ thống, đúng là phiền chết được. Tiểu vệ, ngươi lại đây một lát. Từ đại ca, có chuyện gì thế? Đây là cái gì? Thứ này ta cũng không rõ lắm. Không rõ. Rõ ràng tiểu tử này đang nói dối, dù sao mũ xanh chỉ có thể làm hắn tha thứ cho ta, chứ không thể hoàn toàn nghe lời. Nếu vậy thì, mẹ nó, có nói không? Quả trứng vàng này là cái gì? Từ đại ca, trứng vàng này ta lấy trong sơn động, Phê Thiên Ma Văn nhìn thấy trứng vàng này liền điên cuồng đuổi theo. Còn có hồng quang tấn công chúng ta. Còn những chuyện khác thì ta không biết. Thiếu chủ. Lui xuống. Thiệu chủ nói muốn tha thứ cho hắn. Thiếu chủ đại diện cho cả Thánh Hiền Cung. Bị tiểu từ đó sỉ nhục như vậy, ta làm sao mà chịu nổi. Người bị tát đâu có phải ngươi. Nhịn cho ta. Có lẽ thiếu chủ có mưu kế gì đó, chúng ta không nên lắm mồm. Hỏi gì cũng không biết, thật sự không biết các ngươi đến đây làm cái gì. Lằng nhằng cả ngày, các ngươi chỉ nhặt được quả trứng này. Các vị đạo hữu, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bọn ta ở xa nhìn thấy trận pháp triển khai. Có gì cần giúp đỡ không? Thánh tôn bệ hạ. Là đế cung thế lực. Tham kiến thánh tôn bệ hạ. Tiểu cô nương, đây là người của thánh thượng. Đúng, đây là thế lực thánh cung mà thánh thượng bồi dưỡng. Nhìn phản ứng của họ có lẽ là không biết chuyện bên ngoài. Đứng dậy đi, tại sao các người ở đăng tiên lộ? Hồi bẩm thánh thượng, bọn ta phụng mệnh thánh thượng vào đăng tiên lộ tầm cầu tiên đạo. Vài năm nay chưa được thành quả. Hôm nay thấy nơi này có trận pháp triển khai, đặc biệt đến đây xem sao. Bọn họ vào đăng tiên lộ đã nhiều năm, xem ra là không biết chuyện của thánh thượng. Động huyệt này có lẽ có bí bảo, các ngươi cùng ta vào trong động huyệt đi. Tuân mệnh, tiểu cô nương, chiêu này của cô được đấy. Lại thêm nhiều tên thế mang vào động huyệt rồi. Đều là học của ngươi đó. Từ đại ca, trận pháp sắp giải trừ rồi. Nhưng động huyệt còn rất nhiều phệ thiên ma văn, chỉ dựa vào chúng ta thì không tấn công vào nổi đâu. Cái này đơn giản. Các ngươi có túi linh thú không? Tất cả túi linh thú của mọi người tụ tập lại, tạo thành một túi linh thú cực lớn. Sau đó mang lên hai bình hoa lộ thủy thượng hảo. Đến hay lắm. Toàn bộ thu vào trong túi linh thú. Mang về nhà làm chân mũi nướng. Về sau lương thực của Tạc Thiên Bang không cần phải nghĩ nữa rồi. Cái gì? Phệ Thiên Ma Văn bị hắn. Người này là ai mà lại đi cùng Thánh Tôn? Quái chiêu của tiểu tử này thật là không tưởng tượng nổi. Trong sơn động an toàn rồi. Trận pháp giải trừ rồi. Nào các bia đỡ đạn, đến lượt các ngươi rồi. Mau lên gỡ mình cho ta. Trong động huyệt nguy hiểm vô cùng, thật sự chết người đó.
cái này cũng phải nhịn sao? Tiểu vệ, coi chừng người của ngươi không nghe lời gì cả. Thánh hiền cung đệ tử nghe lệnh, toàn bộ vào trong động huyệt dò đường. Bia đỡ đạn này, chúng ta làm chắc rồi. Đáng ghét, thiếu chủ nhất định có kế hoạch của ngài ấy, chúng ta mau đi thôi. Vệ tử tuần của thánh hiền cung tại sao lại một mực nghe theo lời của nam tử kia? Mặc kệ hẳn, có thăm dò miễn phí, chúng ta cũng đi theo đi. Tiểu tử đó thật sự không đơn giản. Tại sao lại nói vậy? Người chú ý nhìn vị trí đứng của hắn, nếu có nguy hiểm, hắn có thể rút đi đầu tiên. Nhưng nếu gặp bảo vật, hắn sẽ xông lên cướp đầu tiên. Tâm lý chiến thuật này, chỉ có mấy tên giả cỗi gian xảo mới biết. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, đã nắm chắc như vậy, đúng là không đơn giản. Kinh khủng vậy sao? Mọi người mau dừng lại, phía trước có một cấm chế. Dường như là hung trận vô cùng nguy hiểm. Sợ cái gì, một tiểu pháp trận nhỏ bé mà thôi. Cứ xông lên, bồn thánh tôn ở phía sau cổ vũ cho các ngươi. Con chó, ngươi hiểu con khỉ gì? Thượng cổ cấm chế tùy ý xông vào nhất định tan xương nát thịt đấy. Này ngươi làm gì? Mau thả ta xuống. Không ai đi thử, sao biết uy lực của cấm chế thế nào? Đi đi. Giết chết độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả. Có được 500 vạn điểm kinh nghiệm. Hả, chết rồi. Tên thần kinh ngươi. Ta không làm nữa, ta muốn ra ngoài. Muốn chạy, vào hết thăm dò đường cho ta. Giết chết 3 độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả. Có được 1.500 vạn điểm kinh nghiệm, thăng cấp, tu vị hiện tại hợp thể kỳ tứ tầng. Đợi đã, 3 người. Ta vừa ném vào trong 5 tên, có 2 tên chưa chết. Quá tàn bạo, sao lại đối xử với Thánh Hiền Cung như vậy? Quan trọng là vệ tử tuần không có phản ứng gì. Tiểu tử, cấm chế này hình như không phải là hung trận đơn thuần. Đây hình như là huyễn trận. Hóa ra là huyễn trận. Bị ném vào trong có 2 tên chống lại được huyễn cảnh, cho nên không chết. Tiểu cô nương, cô lùi lại. Để ta phá trận. Hệ thống, có thể phá giải cấm chế này không? Cần tiêu 1 vạn điểm trang bức. Ngươi thu phí lừa đảo vậy, để ta tự làm. Chu Huyễn Ấn. Hắn dùng pháp quyết cường hành phá cấm chế. Không thể nào thành công được. Tiểu tử, ngươi đừng làm nữa, động sắp sập rồi. Yên tâm đi. Ta tin hắn, không sao đâu. Sau khi men dùng pháp quyết cấm chế đã bắt đầu có các vết nứt. Và đã bị phá ngay sau đó. Sau huyễn cảnh, là một hồ nước. Mau nhìn kìa, tu sĩ vừa rồi bị hút vào đều chết trên mặt hồ. Còn 2 người chưa chết. Nhưng, ta đau đầu quá, xảy ra chuyện gì vậy? Là tiểu tử đó, đã vứt chúng ta vào trong huyễn cảnh. Thiếu chủ, không thể tiếp tục nghe theo loại người này được. Phải chém chết hắn, để diệt trừ hậu họa. Nói vớ vẩn gì vậy? Chúng ta phải tha thứ cho hắn. Các ngươi đừng nói nữa. Thiếu chủ, đệ tử của Thánh Hiền Cung đã chết 5 người rồi. Lẽ nào tiểu tử đó quan trọng hơn cả mạng của Thánh Hiền Cung sao? Đúng vậy, đừng nói mạng của các ngươi. Kể cả hắn lấy mạng của ta, ta cũng phải tha thứ cho hắn. Thật là điên rồi, đúng là vô lý. Đệ tử của Thánh Hiền Cung cùng ngài bao năm vào sinh ra tử, ngài lại nói ra câu như vậy. Các vị đạo hữu đế cung, Thánh Hiền Cung và đế cung trước giờ quan hệ khá tốt, lần này Thánh Hiền Cung ta gặp nạn. Mong các vị đế cung đạo hữu ra tay giúp đỡ, cùng bắt kẻ tác nhân này. Cái này, tiểu tử đồ tuy chỉ có hợp thể kỳ tu vi, nhưng dễ dàng ném được các tu sĩ độ kiếp kỳ vào trong cấm chế. Thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, sợ là không dưới đại thừa kỳ. Vị đạo hữu này, hắn là bạn của Thánh Tôn. Thánh cung ta không có lý do ra tay với hắn. Đế cung và Thánh Hiền cung là quan hệ liên minh lâu năm, ngươi bây giờ là muốn phá liên minh sao? Đạo hữu, vị thiếu niên đó có lòng tốt phá cấm chế, mới cứu được các người ra. Các người sao lại lấy oán báo ơn như vậy? Thả bọn ta con mẹ gì là hắn ném bọn ta vào mà. Nhưng các ngươi bây giờ chưa chết mà. Tên vô liêm sỉ không nói đạo lý. Ta giết ngươi. Dám ra tay với ta muốn chết. Tiểu tặc, dám ra tay với đệ tử của Thánh Hiền cung ta. Giết ngươi. Ta giết hết cả nhà ngươi. Giết sạch sẽ. Ai ra, bọn họ đánh nhau rồi, chúng ta mau tránh ra. Ngươi giết mất đệ tử của Thánh Hiền cung, vệ tử tuần đều không có phản ứng. Tại sao người của đế cung ra tay hắn lại phát điện như vậy? Cái mũ đó chỉ có tác dụng với ta thôi. Kẻ khác tấn công đệ tử của hắn, hắn đương nhiên không tha thứ. Tên tóc xanh bị vệ tử tuần tấn công, 2 tên đi theo lập tức nhảy lên tấn công. 2 người song kiếm hợp bích chém cho tên vệ tử tuần 1 dấu ích trên người. Các người toi rồi. Ra tay độc ác, giết luôn cả thiếu chủ Thánh Hiền cung rồi. Ai ra, bị bọn họ giết như vậy rồi, đúng là đáng tiếc điểm kinh nghiệm độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ta nói 3 người các ngươi, chuốc phiền phức vào người rồi đấy. Đây là thiếu chủ vệ tử tuần của Thánh Hiền cũng thế lực ngất trời. Người lại vì mâu thuẫn nhỏ bé, đã ra tay giết chết người ta rồi. Lần này Thánh Hiền cung chắc chắn truy sát các ngươi trên toàn thế giới. Cái này, đạo hữu ngươi nghe bọn ta giải thích. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy,
là Thánh Hiền Cung gây sự trước, bọn ta cũng chưa ra tay mạnh, ai mà biết hắn không chịu nổi một kích như vậy. Đừng gọi ta là đạo hữu, ta không có đạo hữu như các ngươi. Các ngươi lần này thật sự quá đáng rồi, tất cả những chuyện vừa rồi đều bị con mắt của quần chúng ghi lại rồi. Trừ phi, các ngươi có thể cho ta phí bịt mồm vừa ý. Phí bịt mồm, hẳn muốn lừa đảo chúng ta. Hôm nay Thánh Tôn Bệ Hạ cũng ở đây, tất cả những điều các ngươi làm đều bị cô ấy nhìn thấy rồi. Đừng ngây ra nữa, mau giao nhẫn chữ vật ra đây, ta sẽ coi như không có gì xảy ra. Đây không phải là hành vi cường tặc sao? Thánh Tôn Bệ Hạ sao lại đi cùng loại người này? Đáng ghét, đây là nhẫn chữ vật của ba người bọn ta, mong nhận cho. Không tồi không tồi, ta nhận đây. Đi thôi, đối diện hồ này có một động huyệt, nhất định có đường có thể đi tiếp. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Tinh thần đại hải gì? Tên cường tặc lừa người. Động huyệt này thật kỳ dị. Tản phát ra một luồng hàn khí. Luồng hàn khí này ta có ấn tượng. Ta hình như từng đến nơi này rồi. Dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ này, Trương Thiên Đạo chính là ở trong động huyệt này. Ở trong này có một sát trận, con chó như ngươi sao từng đến đây được? Là thật mà. Sau khi dung hợp tinh huyết, ta có ký ức của Kỳ Lân lão tổ. Bên trong này ta từng qua rồi, nhưng không có sát trận gì cả. Trong động huyệt này, là một thiên địa rộng lớn, bên trong sinh sống một chủng tộc cổ quái. Thiên nhân tộc. Thiên nhân, ý ngươi nói là thiên sứ sao? Kỳ lạ, cửa động hàn khí tấn công, vào thì lại là hồ nham thạch. Tôi trời ơi, trong động huyệt này rộng lớn quá. Không biết đi đến bao giờ mới hết. Đúng rồi, động huyệt này đủ lớn, có thể thả Bạch Ngọc Cung Điện ra. Bạch Ngọc Cung Điện thật sự vô cùng to lớn. Tiểu tử, người lấy ở đâu ra cung điện khí phái vậy? Thế nào, rất uy võ đúng không? Tiểu cô nương chúng ta đi, đi tìm thành đạo thụ. Dô, ta muốn đi tìm nhà bếp. Bạch Ngọc Cung Điện hậu hoa viên. Tiểu tử, mau nhìn kìa. Cái cây đó, chính là thành đạo thụ. Đó chính là thành đạo thụ, xem ra sắp trưởng thành rồi. Nếu luyện hóa nó, là có thể thành tiên đạo. Đó quả thực là một thứ tốt. Tiểu tử, thành đạo quả đã bồi dưỡng đến nước này, nếu tiêu diệt cũng đáng tiếc. Ta nghĩ, thành đạo quả đó để lại cho ngươi. Cô đang nói gì vậy? Đó là thứ dùng hồn phách của cô để bồi dưỡng đó, nếu bị ta luyện hóa, cô cả đời sẽ thiếu đi một hồn phách. Nhưng nó giúp được ngươi bước vào tiên đạo. Mất đi một hồn phách, ta cũng không hối hận. Mên nhỏ cả cây thành đạo thụ. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Thành đạo quả còn chưa chín, bây giờ nhổ ra là hỏng hết đấy. Vậy thì hủy đi. Nếu làm hại đến cô, ta không muốn chút nào. Mau cầm đi, đợi chúng ta tìm một nơi ở an toàn, sẽ dung hợp hồn phách. Đội trưởng, chúng ta còn cần phải đi theo không? Nếu là quay về Bạch Ngọc Cung Điện, để Thánh Thượng biết chúng ta không bảo vệ Thánh Tôn, chúng ta chỉ có đường chết. Đợi, đợi đã. Đó là, Bạch Ngọc Cung Điện. Thánh Thượng sao lại ở đây? Đội trưởng, nhìn kia. Tại sao thủ vệ toàn bộ đều không ở đó, ở trên tường thành? Con chó thổi kia đang ăn vụng. Hừ, ngon quá đi mất. Chó, ngươi ăn vụng mỹ thực của Bạch Ngọc Cung Điện. Cút xuống cho ta. A, thịt của ta. Các người, bổn thần tôn đang hưởng thụ mỹ thực các ngươi kêu cái gì? Bây giờ hay rồi, thịt của ta mất rồi. Mau đến đi. Đến con khỉ. Dám xông vào Bạch Ngọc Cung Điện của Thánh Thượng. Con chó này ngươi mau xuống cho ta. Ngươi nói đây là Bạch Ngọc Cung Điện của Thánh Thượng. Ngại quá, bây giờ nó là của ta rồi. Cái gì? Tâm niệm nhất động. Tâm niệm nhất động. Là có thể điều khiển Bạch Ngọc Cung Điện nhanh chóng di chuyển. Đại hữu, đợi bọn ta. Tiểu tử, phía trước có cấm chế. Có lẽ là cản trở của thiên nhân tộc sắp đặt. Đến đúng lúc lắm. Đây là tiên khí, không thể nào không phá được cấm chế nhỏ bé chứ. Va cho ta. Tuyệt vời, đã. Chẳng trách Thánh Thượng yêu quý cung điện này như vậy, giống như siêu nhân gao vậy. Siêu nhân gao là gì? Đợi ta lấy được phá không phù, đưa cô về nhà. Sẽ cho cô thấy. Phía trước có lỗi ra. Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe. Mên vừa vượt qua cấm chế, liền lập tức thu Bạch Ngọc Cung Điện lại. Tiểu cô nương, điểm cuối này là một cấm chế. Mau nhìn bên trong. Trong động huyệt đó có một cái xác khô. Có lẽ chính là thi thể của Trương Thiên Đạo. Chúng ta phá cấm chế, là có thể lấy được phá không phù. Ta xem có cách gì không. Khà khà, lại có con người không tự lượng sức mà đến. Thiên chiến, người mau đến xem. Nữ nhân này thật không tồi. Ta lấy chắc rồi. Cấm chế này vô cùng kiên cố. Nếu dùng man lực trực tiếp phá, sợ là động, sẽ sập mất. Tiểu tử, chi bằng để ta thử cho. Được, tiểu cô nương cố lên. Hồng Nhan tiến lên bắt đầu phá cấm chế. Lực đạo này của Hồng Nhan không chế rất tinh chuẩn. Có thể dần dần phá cấm chế, mà không đến mức phá sơn động. Một lát sau, cấm chế đã bị dạn nứt, sau đó đã bị Hồng Nhan phá ra rồi.
phá không phù ngay tại phía trước rồi. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Thánh tôn, người phá cấm chế rồi sao? Nữ đề ngầu quá quả nhiên uy võ bá khí. Tiểu tử, được rồi. Chân nguyên lực của ta hao tổn hơi nhiều, cần phải nghỉ ngơi một chút, người vào trong xem trước đi. Được. Cái gì, nhân tộc nữ tử này dễ dàng phá bỏ cấm chế như vậy? Không hổ là nữ nhân ta nhìn chúng. Cấm chế bị phá thiên nhân thí luyện sắp bắt đầu rồi. Hay, người trông chừng bọn họ, ta đi bẩm báo với trưởng lão. Đây là thi thể của Trương Thiên Đạo. Đã trở thành Bắc Cốt lâu rồi. Không biết hắn bị nhốt ở trong cấm chế này bao nhiêu lâu nữa. Hai hộp này, lẽ nào bên trong chính là phá không phù? Nào, bên lập tức mở ra. Hệ thống, giám định bên trong là phù gì? Đang giám định. Giám định hoàn tất, vật này là phá không phù, trong hộp có hai tấm thành đôi. Phối hợp với phá không pháp trận sử dụng, ký chủ có thể đạp phá hư không, quay về địa cầu. Tốt quá rồi. Cuối cùng, cũng lấy được rồi. Như vậy là ta có hy vọng trở về trái đất rồi. Tiểu tử, có được phá không phù chưa? Có rồi, trên người Trương Thiên Đạo có hai tấm. Cả chuyến đăng tiên lô này, cũng coi như tìm được bảo bối. Vậy quá tốt rồi. Đúng rồi. Còn một hộp nữa là cái gì? Để ta xem. Hệ thống, kiểm tra đi. Kiểm tra hoàn tất, đây là hoa hải phù. Lấy huyễn trận phù văn hợp chế tạo thành, sau khi sử dụng có thể sinh ra bách hoa chi hải, sinh động như thật. Hoa biển hoa. Tên này, đây là tấm phù triển có thể tạo ra hoa hải huyễn cảnh. Tên này có lẽ là một người nặng tình, mới chế tạo ra loại phù văn này. Đáng tiếc cuối cùng bị nữ nhân kia phản bội rồi. Trương Thiên Đạo, cảm ơn phá không phù của ngươi. Nếu có cơ hội gặp nữ nhân đó, ta nhất định sẽ giúp người báo thù. Bên tiện tay khắc vài chữ trên vách đá. Nhất nhân thị tử toàn gia. Dòng chữ khắc này cũng coi như ta giúp ngươi giải tỏa tâm trạng. Tạm biệt. Đạo hữu, phù triện các người lấy được là phá không phù trong truyền thuyết sao? Ta từng nghe nói loại phù triện này rất kỳ diệu. Nếu các người muốn đến tiên cảnh, có thể đưa ta đi cùng không? Không đến tiên cảnh, đừng nghĩ nữa. Cái gì, có được phá không phù mà không đến tiên cảnh? Liên quan gì đến ngươi, mau tránh ra. Nhân tộc tham gia thí luyện. Có thể phá hết cấm chế trên đường của thiên nhân tộc ta, quả thực không dễ dàng gì. Không ngờ trong số loài người, cũng có những sự tồn tại ưu tú như vậy. Tiếp theo chính là cửa ải cuối cùng của thiên nhân thí luyện. Thiên nhân liệp sát. Quay trở lại động huyệt, tiếp tục đi sâu vào trong, là đến một khu rừng. Ở đó là nơi thí luyện cuối cùng của các ngươi. Là thiên nhân tộc, trong ký ức người ta gặp chính là bọn họ. Lũ biến thái máu lạnh vô tình, cứ phải làm thiên nhân thí luyện gì đó, muốn đi cũng không được. Hừ, thiên nhân tộc. Ta muốn đi, bọn chúng cản được ta sao? Muốn đi. Chỉ có người thông qua thí luyện mới được rời đi. Lũ thiên nhân tộc này, kẻ mạnh nhất lên đến đại thừa sơ kỳ, những kẻ còn lại đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hừ, muốn lấy nhiều hiếp ít. Phá không phù đã về tay, nếu cường hành khai chiến với chúng, sợ là không có kết cục tốt đẹp gì. Ta nên bình tĩnh lại, tìm cơ hội rồi thoát. Các vị thiên nhân tộc, bọn ta chỉ là đi nhầm vào nơi này, không hề muốn tham gia thiên nhân thí luyện. Không biết có thể thông cảm chút, cho bọn ta rời đi không? Chỉ cần bước vào lãnh địa của thiên nhân tộc, thì coi như đã tham gia thí luyện. Thí luyện cuối cùng phía trước, tìm được thiên nhân bia. Như vậy, người sẽ là quý khách thông qua thiên nhân thí luyện, lúc nào cũng có thể rời đi. Vào thí luyện trường sau 10 canh giờ, thiên nhân sẽ bắt đầu truy sát. Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Truy sát. Đúng vậy. Thiên nhân liệp sát trường, có nghĩa là, thiên nhân sẽ đi săn các ngươi đấy. Trốn đi, chay đi trong thí luyện một tháng này. Xem ai sống sót đến cùng. Ha ha ha. Tiểu tử, vì sao phải nghe lời đám người chim kia, ngoan ngoãn tham gia thí luyện này? Bọn họ ngạo mạn như thế, trực tiếp đấu với họ đi. Người thì hiểu cái gì, khó khăn lắm mới lấy được pha không phù, không thể dễ dàng ra tay được. Nếu thiên nhân tộc dùng chiêu thức kỳ lạ gì, phá hỏng bùa chủ thì làm thế nào? Nhị cầu tử, Tử Khuyết nói không sai, thiên nhân tộc sâu không lường được, chúng ta phải thật cẩn thận. Được rồi, dù sao pha không phù kia vẫn còn cần trận pháp đặc biệt mới có thể sử dụng được. Chúng ta nhất thời cũng không chạy được, có thể ăn chút gì trước không? Đạo hữu, thánh tôn, thiên nhân tộc kia nói 10 canh giờ sau sẽ bắt đầu đi săn. Chúng ta, có phải nên tìm một nơi trốn trước không? Trốn, trốn cái gì, chúng ta nổi lửa nấu cơm đi. Đi tìm thêm ít cảnh cây khô đi, lửa vẫn chưa đủ mạnh. Tiểu tử, ngươi định nướng gì thế? Đạo hữu, số gỗ này đã đủ chưa? Chưa đủ, đi nhặt thêm đi. Tiểu cô nương, nơi này cứ giao cho tạ, có đi nghỉ ngơi đi. Một người ngươi có được không? Không thành vấn đề, nếu đấu trực tiếp thì thực lực của đám người chim kia không đáng nhắc đến. Ta chủ yếu là muốn lừa họ để thăm dò nơi sử dụng phá không phù, và hy vọng trong khoảng thời gian này, cô có thể tìm được một nơi linh lực dồi dào để luyện hóa thành đạo quả.
Nếu trở mặt với người chim, thì e là sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó, cô luyện hóa thành đạo quả, hồi phục tu vị đại thừa kỳ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Được, tại nghe lời ngươi. Cây cổ thu to quá. Tiểu cô nương, đây là nơi linh khí dồi dào ta dùng tầm long thám thuật tìm được. Linh khí nơi này quả là không tệ. Cứ dùng nơi này để tu luyện đi. Cho thêm chút thần phách linh túy. Có thêm mấy thứ này, tiểu cô nương nhất định có thể luyện thành đại thừa. Tiểu tử, ngươi nhất định phải bình an quay lại. Được. Thần phách linh túy. Trời ơi, còn nhiều thế này, quả là mạnh tay. Các vị, khoảng thời gian này nữ đế nhà ta phải bế quan tu luyện, ta sẽ nghênh chiến với thiên, nhân tộc, các ngươi hãy giúp ta đảm bảo sự an toàn cho nữ đế. Thiên nhân sắp đến săn chúng ta, lúc này mà lại đi bế quan sao? Một mình ngươi làm sao chống lại sự tấn công của thiên nhân? Các ngươi chỉ cản ở đây, còn việc đánh nhau cử giao cho ta. Bảo vệ nữ đế, ai dám ra tay tranh giành với ta, ta sẽ trở mặt với kẻ đó. Được. Ha ha ha, không ngờ lại ở đây. Cây cổ thụ linh khí dồi dào trong rừng là mục tiêu rất rõ ràng. Đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Vậy sao, hay là thế này? Ngươi giới thiệu cho ta một vị trí được không? Ai dô? Chết đi. Sao người chim như ngươi lại nóng này thế hả? Đừng nói linh tinh. Ta là chiến sĩ mạnh nhất của thiên nhân tộc, thiên chiến. Có thể phát hiện ra khí tức của ta, im hơi lặng tiếng đến đằng sau ta. Ngươi đúng là rất khát. Nhưng ngươi lại chủ động đến trước mặt ta nộp mạng. Quả là quá ngu xuẩn. Chịu chết đi. Trò trẻ con. Hừ. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn ta dùng pháp quyết tấn công vào chỗ Mên đang đứng, rồi nhanh bay đến. Bắt được người rồi. Hừ, loài người không chịu nổi một kích. Ta còn chưa dùng sức mà người đã ngã xuống rồi. Ô, đây là... Hắn ta bị Mên đấm xuyên qua ngực từ phía sau. Sát thần nhất quyền. Từ lúc nào? Đây là chiêu thức cải tiến của ta. Đến từ một nơi ngươi chưa từng nghe đến, Ngũ Hành Sơn. Không biết ngươi chơi cùng ảo ảnh của ta có vui không? Tộc nhân cứu ta. Giết được tu sĩ đại thừa sơ kỳ, thăng cấp. Tu vị trước mắt là hợp thế kỳ cấp 5. Loài người to gan. Thiên nhân còn chưa bắt đầu đi săn, mà người lại dám giết thiên nhân tộc ta. Thiên chiến. Hắn chết rồi. Loài người bị ổi, thiên nhân thí luyện bắt đầu trước thời hạn. Bắt lấy hắn. Đến thật đúng lúc, đồ tạp chủng kết bè kết phái ức hiếp người khác. Ta vừa khéo có chuyện muốn hỏi các ngươi. Mên đã sẵn sàng cho việc chuẩn bị đồ sát. Tiểu cô nương, phá không phù này cô cầm lấy trước. Nếu ta và thiên nhân tộc đánh nhau, đế ở trên người cô là ta yên tâm nhất. Ta sẽ giữ nó thật tốt. May mà ta nhanh trí, đưa phá không phù trước cho Hồng Nhan. Bây giờ ta không bị phá không phù trói buộc chân tay, có thể chiến một phen ra hồn. Mên sử dụng cánh và lôi đình thánh kiếm. Tay phải lôi đình thánh kiếm, sau khi hấp thụ một lượng lớn lôi đình chi lực, uy lực ngang với cả tiên khí. Tay trái thượng cổ sinh tử luân, có thể hấp thụ mọi thọ nguyên của người tiếp xúc với nó. Lưng sinh hỏa diệm song xí cùng với tam thiên lôi động trợ giúp, tốc độ không ai so bì được. Chức năng tự phục của hệ thống có thể giúp đỡ, chỉ cần không bị một kích giết chết, vết thương nặng thế nào cũng có thể hồi phục. Đây là chiến lực mạnh nhất của ta ở giai đoạn này. Lại còn không đánh được lũ chim người này tòi phân ra ngoài đi. Toàn thể thiên nhân tộc nghe lệnh, sau khi phát lệnh toàn bộ lao lên tấn công Mên. Cây dao từ tay chúng tạo ra tia sét đánh về phía Mên, nhưng không đánh trúng phát nào cả. Dám dùng lôi điện trước mặt ta. Cho các người biết thế nào gọi là thể hiện. Mên trực tiếp gọi lôi kiếp từ phía trên đánh xuống đám người thiên tộc. Cái gì, tiểu tử này có thể thôi động thiên kiếp chi lực. Làm gián đoạn hắn. Cùng lên đi. Bọn chúng đang phối hợp tấn công Mên. Mên bị đâm xuyên ngực. Được rồi. Hắn ta đang cười đắc ý thì bị một kiếm đâm giữa trán. Cái gì, tên này. Tiếp đến là hai chém cắt cổ hai tên. Đúng là ngày thơ. Thật sự cho rằng giết được ta dễ dàng như vậy. Ta khuyên các ngươi đừng lằng nhằng nữa. Điểm kinh nghiệm tăng chậm quá, cùng lên hết đi. Rõ ràng chỉ có tu vị hợp thể kỳ, thiên chiến đài thừa kỳ, ba vị độ kiếp kỳ đồng tộc bị hắn giết liên tiếp rồi. Chỉ là may mắn mà thôi. Hẳn có bí pháp chúng ta chưa từng thấy, không được khinh địch. Cùng tấn công, khiến hắn không trốn đi đâu được. Mên sử dụng sát khi lĩnh vực lên tất cả đám ngươi thiên tộc, toàn bộ bị khống chế. Là lĩnh vực, mau dùng đạo ẩn chống lại. Hừ, muộn rồi. Mên lập tức bay đến chém từng tên một khiến bọn chúng không kịp trở tay. Tộc nhân, tại sao chỉ còn lại một mình ta? Lão tử liều với ngươi. Giữ lại mạng ngươi, đương nhiên là có lời muốn hỏi. Loài người bị ổi, dám giết thiên nhân tộc ta. Bị ổi. Ta dùng thực lực đánh bại lũ chim người các ngươi, xin hỏi ta bị ổi chỗ nào? Còn các ngươi, không nói năng đàng hoàng lôi người ở trong động mắt tham gia thí luyện. Các ngươi mới là bị ổi. Ta hỏi ngươi, trong tộc ngươi có trận pháp cung cấp sử dụng cho phá không phù không? Trả lời ta có thể tha cho mang của ngươi.
phá không phù ta chưa từng nghe đến loại phù triện này. Thiên nhân tộc ta nội tình hùng hậu, bất luận trận pháp gì cũng có. Vậy sao, hy vọng ở đó thật sự có? Ta trả lời câu hỏi của ngươi rồi. Tại sao không thả ta? Ta còn tưởng thiên nhân tộc kiêu ngạo như vậy, chắc không phải loại ham sống sợ chết. Ngươi không thể giết ta. Một tháng sau thiên nhân săn bắt kết thúc, phong ân trong khu rừng này sẽ được mở ra. Lúc đó các trưởng lão phát hiện không có tộc nhân quay về, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Bọn họ đương nhiên sẽ đến đây điều tra rõ ràng, các ngươi không chạy nổi đâu. Thiên nhân tộc trưởng lão đều là tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong, dựa vào các ngươi thì không thể nào đánh thắng được. Ngươi tha ta đi, chuyện này tại coi như, hắn chưa kịp nói hết đã bị mên bẻ gãy cổ. Thật ngại quá. Một tháng sau, ta sẽ tự đi tìm các ngươi. Một tháng sau, Thánh Tôn xuất quan rồi. Tiểu cô nương, thành công chưa? Tiêu tử, ta đã dung hợp hồn phách trong thành đạo quả rồi. Tiếp theo tu vi của ta sẽ dần dần hồi phục về đại thừa kỳ. Tốt quá rồi. Như vậy hỗn phách của cô sẽ hoàn chỉnh. Tiểu tử, cảm ơn ngươi người mạo hiểm tính mạng cùng ta đến huyền chân đoạt lại thành đạo quả. Nên làm mà. Ta đói rồi, các ngươi thì sao? Bỗng nhiên có tiếng rắc rắc. Tiếng gì vậy? Một tháng trôi qua rồi, thiên nhân săn bắt kết thúc rồi. Tiểu tử, trong một tháng ta bế quan, ngươi có chiến đấu với thiên nhân tộc, không? Bọn chim người tham gia thiên nhân săn bắt đều bị ta giết hết rồi. Không hổ là ngươi. Phong ấn đã giải trừ, lãnh địa của thiên nhân tộc có lẽ có phá không pháp trận. Đạo hữu Thánh Tôn. Mệnh lệnh của bọn ta là tìm thành tiên chi đạo cho Thánh Thượng. Đi nhầm vào thiên nhân lãnh địa quả thực không làm gì được. Hy vọng đạo hữu có thể hiểu. Vậy, bọn ta xin lui trước. Ngươi đang nói cái gì vậy? Không phải các ngươi muốn đi cùng sao? Ta không có ép các ngươi. Thế lực Thánh Cung sau khi rút khỏi động huyệt liền rút lui theo đường cũ. Ba người từ khuyết lập tức xuất phát, đến lãnh địa của thiên nhân tộc. Nơi ở của thiên nhân tộc ở trên núi cao, vô cùng dễ tìm. Phía trước chính là lãnh địa của thiên nhân tộc rồi. Nếu tùy tiện xông vào, sợ là sẽ bị trưởng lão đại thừa kỳ đỉnh phong phát hiện. Giao cho ta. Hồng Nhan liền sử dụng tiên ẩn thảo. Nice. Như vậy sẽ không sợ bị phát hiện nữa. Lên đỉnh núi xem, có lẽ pháp trận chính là ở đó. Quả nhiên có một trận pháp. Ở cửa có hai thủ vệ, chúng ta có lẽ sẽ không bị phát hiện. Yên tâm, trừ phi là đại thừa kỳ đỉnh phong tiến gần. Nếu không không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Kiểm tra thấy phá không pháp trận, ký chủ thôi động pháp trận này là có thể sử dụng phá không phù. Cái gì? Tiểu cô nương, trận pháp này chính là, phá không trận sử dụng nó là có thể quay về nhà của ta rồi. Không đúng, các ngươi mau nhìn kìa. Tế đàn ở giữa pháp trận là trống rỗng. Pháp trận này cần một khóa đá mới có thể khởi động. Khóa đá, thứ quý báu như vậy, nhất định để ở nơi canh chừng nghiêm ngặt trong thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc tộc trưởng, đại thừa kỳ đỉnh phong. Bên trong là một cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong. Ta cảm thấy khóa đá nhất định ở bên trong. Men sử dụng thần hồn truyền âm nói cho Hồng Nhan và Cẩu Tử biết. Sau khi tiềm nhập vào phòng, không được dùng thần hồn truyền âm. Tiên ẩn thảo tuy giấu được khí tức nhưng ở trong phòng nhỏ như vậy. Đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả có thể cảm nhận được thần hồn lực, nếu bị nghe thấy chúng ta sẽ bại lộ ngay. Hai người họ gật đầu nghe theo, và nhóm của Mên bắt đầu đột nhập để lấy khóa đá. Nhiều tạp vật quá, khóa đá rốt cuộc ở đâu? Mên bước nhẹ nhàng tới chỗ ông ta đang ngồi. Trên bàn có một hộp gỗ cổ hệ thống, quét xem bên trong là gì. Quét thành công, trong hộp là khóa đá. Hồng Nhan, ta tìm thấy khóa đá rồi. Ngươi nói cái gì? Mên khua tay múa chân ra hiệu nhưng Hồng Nhan không hiểu ý. Khóa đá, là ở đây. Tìm cơ hội trộm nó, rồi chúng ta chuồn. Người tìm bên đó. Được, ta đi bên khác xem. Tộc trưởng, ta mang trà buổi trưa tới. Để ở đó đi. Giật hết cả mình. Nhị Cẩu Tử không kiềm chế được khi thấy thức ăn đã nhỏ rãi ra sàn nhà. Nước ở đâu ra? Nhị Cẩu Tử. Ông ta lập tức phát hiện ra. Ai ở đó? Nhị Cẩu Tử bị phá ẩn thân. Mên đành làm liều mặc kệ thôi cướp chiếc hộp đựng khóa đá rồi chạy. Toàn thể thiên nhân tộc nghe lệnh. Có loài người xông vào lãnh địa của chúng ta. Tặc nhân trộm đi khóa đá thiên nhân. Đây là tội không thể tha. Ngăn chúng lại, đoạt lại khóa đá. Đám người thiên tộc lập tức đuổi theo đám người Mên. Tiểu tử, lần này chọc tổ ong vò vẽ rồi. Người chim của cả chỗ này đều đang truy sát chúng ta chạy thế nào đây? Nhị Cẩu Tử, ngươi cầm lấy khóa đá mở pháp trận đi. Oa, ngươi đừng ném bừa bãi. Ai dô ôi trời. Tiểu cô nương, cô đưa Nhị Cẩu Tử đi. Ta ngăn cản bọn chúng. Được. Tránh hết ra, để ta đối phó hắn. Tộc trưởng. Hừ, đại thừa kỳ đỉnh phong. Nào. Tự tìm đường chết. Ông ta dùng đôi cánh phong ra vô số pháp quyết tấn công Mên. Thứ vớ vẩn. Mên dùng lôi thánh kiếm chém nát hết. Ông ta tiếp tục dùng pháp quyết.
Mên cùng dùng lôi kiếp chống đỡ lại. Ở phía bên này, Hồng Nhan đang bị hai thiên tộc đuổi theo. Tiểu tử thối không phải nói hắn ngăn cản kẻ địch sao, sao vẫn còn nhiều như vậy? Đây là xào huyệt của thiên nhân tộc, chỉ dựa vào tiểu tử không thể ngăn cản được chúng. Không được dây dưa, đánh phải chạy trước thôi. Khóa đá trên người cô ta, bắt chúng lại. Thánh tôn bệ hạ, cứ chạy như vậy không phải là cách đâu. Lòng vòng càng chậm thời gian, làm sao mà mở pháp trận được. Ngươi nói đúng rồi, ngươi đi mở pháp trận, ta dụ chúng đi. Oa, Hồng Nhan quăng nhị cẩu xuống. Nhị cẩu tử, người mau đi. Đây chính là khóa đá. Nhiệm vụ quan trọng, toàn bộ đè lên đôi vai ta. Ở bên này Mên với tộc trưởng của thiên tộc vẫn đang giao chiến. Tiểu tử, chịu chết. Người chim này không đơn giản, đều là đại thừa kỳ đỉnh phong, mạnh hơn tần vệ nhiều. Ở bên Hồng Nhan, đang tạo hàn băng tấn công vào đám người thiên tộc. Mạnh quá. Mau lui. Loài người, dám làm nhân tộc đệ tử của ta bị thương. Nộp mạng đây. Đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Nhị cầu tử, ngươi vẫn chưa xong. Nhị cầu tử ở bên này vẫn đang loay hoay tìm cách mở pháp trận. Ai ra, trực tiếp để vào được không vậy? Hay là... Đừng động đậy. Con chó này từ đâu ra vậy? Trong tay cầm cái gì, giao ra đây. Nhị cầu lắp bắp, chuyện đó, ta. Đợi đã, trong tay người cầm là... Là chìa khóa. Con chó này và hai người kia cùng một bọn. Chuyện đó, không phải. Giao chìa khóa ra, nếu không sẽ giết ngay tại chỗ. Còn dám phản kháng, giết. Mặc kệ đi. Nếu trực tiếp để vào không có hiệu quả, thì tiểu tử thối. Người đừng trách ta. Hai thiên nhận tộc đã dùng sét đánh vào nhị cẩu. Con chó kia chết rồi sao? Mau lấy lại chìa khóa, giao cho tộc trưởng. Đợi đã, ánh sáng này. Cái gì? Trận pháp khởi động rồi. Thật sự rất đau các ngươi có biết không? Cái gì? Lông sói của bản thần tôn bị các ngươi nổ mất một sợi rồi. Tổn thất này, các ngươi định bồi thường tạ thế nào? Hắn đã dùng chìa khóa khởi động trận pháp. Mau ngăn hắn lại. Hai tên đó định tấn công tiếp nhưng bị trận pháp phản phệ. Oa, có chuyện gì thế? Trận pháp khởi động rồi. Mên đang giao chiến với lão tộc trưởng thì thấy. Trận pháp khởi động rồi. Nhị cầu tử xem như đã làm được việc. Tiểu tử thối, đó là trận pháp lâu đời được truyền thừa vạn năm của thiên nhân tộc. Vậy mà các ngươi lại dám khởi động, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ta chẳng qua, chỉ muốn về nhà thôi. Tiểu cô nương, trận pháp khởi động rồi. Mau đi thôi. Mên bay đến túm lấy tay Hồng Nhan. Tiểu cô nương, không sao chứ? Ta không sao, chúng ta mau đi thôi. Tiểu tử thối, cuối cùng các ngươi đã tới. Mau vào trận pháp, ta lập tức dùng phá không phù. Bọn họ chạy dỗi, mau đuổi theo. Tất cả sử dụng pháp quyết tấn công. Ngăn cản bọn họ. Mên sử dụng thiên lôi ấn tấn công lại pháp quyết của bọn chúng. Đông quá, đồng thời tấn công cho dù là ta, thì cũng không thể chịu được. Tiêu tử, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ta sẽ có thể hồi phục. Mau đi thôi, bọn họ tạm thời bị giữ chân, chúng ta hãy nhân cơ hội này rời đi. Mau đi thôi, ta vội quá rồi. Tiểu tử, phá không phù. Cảm ơn cô đã luôn bảo quản giúp ta. Mên bắt đầu thi triển phá không phù. Phá không phù khởi động thành công. Xin hỏi túc chủ muốn truyền tống đến địa điểm nào? Địa điểm nào sao? Tất nhiên là trái đất rồi. Đã khóa điểm đến, trái đất. Chuẩn bị truyền tống. Nắm lấy tay ta. Ngăn hắn lại. Ngũ Hành Sơn, Tứ Đại Châu, Huyền Chân Đại Lục, Đăng Tiên Lộ. Nhã Phu Nhân, Liễu Sảnh Ngưng, Tô Vân Lam, Linh Nhi, Tiểu Thất. Ta tạm thời không thể quay về gặp mọi người nữa rồi. Đừng hòng chạy trốn. Bọn họ vừa bay đến, truyền tống trận đã thi triển. Một luồng sáng chói loa phóng thẳng lên xuyên qua những đám mây. Chúng, truyền tống đi rồi. Khóa đá thiên nhân tộc kế thừa vạn năm cũng bị lấy mất rồi. Ta làm gì còn mặt mũi gặp thiên nhân tộc tiên tổ nữa. Trong chớp mắt truyền tống khởi động. Dưới đất của thiên nhân tộc, nổi lên ba quan tài gỗ. Ba cỗ quan tài bay theo truyền tống trận. Khi truyền tống trận sắp đóng lại, quan mộc đã đuôi theo sau. Cảnh chuyển đến bên ngoài trái đất. Truyền tống trận đã bắt đầu dịch chuyển bọn họ đến trái đất. Ôi mẹ ơi, tốc độ nhanh quá. Nếu không phải phù triện hóa thành vòng bảo vệ chúng ta, tốc độ này sẽ xé xác chúng ta ra mất. Tiểu tử, khoảng bao lâu thì tới? Mau, mau lên đi. Ở đây kinh khủng quá, mau kết thúc đi. Ba cỗ quan tài đã bay lướt qua nhóm của Mên. Vừa rồi cái gì bay qua vậy? Ta cũng không biết. Chuyện gì vậy, tại sao đột nhiên chấn động cả lên vậy? Là truyền tổng sắp mất tác dụng sao? Nếu bây giờ bỏ truyền tống, chúng ta đều sẽ chết ở trong hư không? Không, đây là gấp đôi gia tốc. Vừa rồi phá không phù giúp chúng ta thoát khỏi lực hút của tinh cầu. Theo tác phẩm khoa viễn mà ta từng đọc, tiếp theo chính là xuyên không gian. Nhóm của Mên bay vào một vòng xoáy không gian.
trái đất đang dần dần xuất hiện trước mặt họ. Các bạn hãy ấn like, chia sẻ video và bấm đăng ký để có động lực làm video nhanh hơn, nhé, yêu cả nhà nhiều. Bên khi nhìn thấy trái đất đã không kiềm chế được nước mắt. Đến rồi. Đây chính là nhà của mình. Trái đất. Tiểu tử, đây chính là quê nhà của ngươi. Đúng vậy, ở đây trông có vẻ linh khí vô cùng khan hiếm. Ngươi rốt cuộc tu luyện kiểu gì vậy? Không có thời gian giải thích, mau đi. Đợi đã, không đúng. Có cấm chế. Cái gì mên đang bay thì dường như đụng phải tấm gương vô hình. Tiểu tử. Ôi trời, suýt nữa đâm chết ta rồi. Trái đất sao lại có cấm chế, hệ thống, mau điều tra xem. Qua kiểm tra, đây là cấm chế trái đất thượng cổ đại thần bày bố ra, tác dụng là hạn chế tất cả tu sĩ từ ngoài xâm nhập vào. Nhưng thời gian đã lâu, không có ai duy trì, nhiều chỗ nứt đột, hệ thống bắt đầu tìm kiếm phá giải chi pháp. Trái đất thời kỳ thượng cổ đã có tu sĩ mạnh như vậy. Thật kỳ lạ nha. Tiểu cô nương, ta cần một chút thời gian tìm cách phá giải. Chúng ta tìm một nơi dừng chân đã đi. Ở trong hư không, đi đâu dừng chân? Bên kia không phải có sao, mặt trăng. Nơi này đúng là nơi kỳ quái. Ồ, có thể nhảy cao quá này. Phá không phù vẫn bảo vệ chúng ta. Là vì còn chưa tới điểm đích sao? Dựa vào màn bảo vệ của phá không phù, có thể hoạt động trong không trung. Không biết mất đi bảo vệ, lấy tu tiên chi thể liệu có chống lại được vũ trụ không? Hệ thống, có cách phá giải chưa? Tác dụng của loại cấm chế này là, bảo vệ trái đất khỏi những tu sĩ ngoại lai xâm nhập. Nhưng có một đặc điểm, tu sĩ ở trái đất có thể ra vào tự do. Kỳ chủ hồn phách là người trái đất, nhưng cơ thế là ngũ hành sơn nhân sĩ. Sau khi dùng hợp, ký chủ chỉ còn 2/3 là người địa cầu. Vậy làm thế nào? Cấm chế này đã vô cùng cũ kỹ. Ký chủ có thể dựa vào cơ thể cường độ, trực tiếp xông qua. Thông qua phán đoán, ký chủ và nhị cấu tử có thể xông qua cấm chế, nhưng hồng nhân không được. Tiểu cô nương, sao vậy? Cách phá giải ta đã tìm ra rồi. Dựa vào cường độ cơ thể, trực tiếp xông vào. À, người và nhị cẩu tử đều có luyện thể, cơ thể mạnh mẽ. Nhưng ta có lẽ không thể thành công. Như vậy, tả và nhị cẩu tử vào trong trước. Đợi ở bên trong tìm được cách khống chế cấm chế, liền mở ra một lỗ hổng cho cô. Lúc đó cô hay vào nhé. Vị trí kia, gọi là Thái Sơn. Ở đó là điểm yếu của pháp trận, cô nhớ kỹ nhé. Được, ta nhớ rồi. Chỉ cần cấm chế mở ra, ta liền vào ngay. Còn lúc này, bộ hàng không vũ trụ toàn cầu nháo nhác. Nước em. Trời ơi. Vệ tinh vừa chụp được một bức ảnh. Hình như người ngoài hành tinh bay qua quỹ đạo trái đất. Mau báo với Tổng thống. Nước E. Vệ tinh của chúng tôi bắt được một tín hiệu. Quỹ đạo trái đất có vật phi hành không rõ ràng. Tiếp tục theo sát điều tra, có thể là người ngoài hành tinh. Nước Z. Đây, sao có thể? Đó là chụp được, hai người. Bọn họ đi về hướng mặt trăng rồi. Tiểu tử, ngươi không đùa chứ? Từ độ cao thế này, trực tiếp xông vào. Nói không sai. Chính là xương tan thịt nát, chỉ cần không chết, nín thở một hơi. Là có thể về nhà. Mên bắt đầu lấy hơi. Xuất phát. Tiểu tử thối, ta tin ngươi một lần, ngươi đừng chơi đểu ta. Yên tâm, không chết được. Mên gần tiến lại bắt đầu dùng bức vương quyền tấn công vào cấm chế. Lão tử là người trái đất. Thả cho ta vào. Cuối cùng Mên cũng phá được, Mên và nhị cẩu tử bắt đầu rơi xuống. Ta, không ổn rồi. Sau khi Mên rời xuống trái đất đã bị ngất đi. Đây là ở đâu? Ta nhớ, ta đạp phá hư không, trải qua muôn vàn khổ sở, cuối cùng cũng trở lại trái đất. Cuối cùng vào lúc phá cấm chế trái đất đã kiệt sức, rơi xuống nơi nào đó, ta, còn sống. Mên tỉnh dậy và trên người không mặc gì cả. Đau đầu quá, sao quần áo của ta mất sạch rồi? Là lúc đột phá đại khí tầng bị đốt hết rồi sao? Hệ thống, hồi phục vết thương toàn thân. Tiêu hao một điểm trang bức, tu phục hoàn tất. Khà khà khà, thoải mái rồi. Cơ thể đột phá đại khí tầng, chỉ cần người không chết là có thể hồi phục. Trời ơi! Có một nam nhân trần như nhộng. Hử! Anh ta từ trên trời rơi xuống. Sao anh từ không chết? Vừa quay về trái đất, chào đồn mình lại là tiếng Anh. Không thể không nói, có chút thất vọng. Biển, đây là đâu? Ồ! Hắn đang bay. Ký chủ đang ở một đảo ở Thái Bình Dương, cách nước em không xa. Bay về phía Tây, sẽ có thể quay về nước Z. Hiếu, trước khi quay về, phải thay một bộ quần áo quen thuộc đã. Tiêu hao 10 điểm trang bức, đổi lấy một bộ quần áo trái đất. Hello, hai người sao lại đến được đảo hoang này? Anh ta khua tay một cái đã hóa ra được một bộ quần áo. Anh ta thật sự là con người sao? Bọn tôi là du khách đi máy bay từ Em Quốc đến Z Quốc. Trong quá trình máy bay xảy ra chuyện, rơi xuống biển, chỉ còn bọn tôi sống sót. Chúng tôi bị nhốt ở trên đảo này đã 3 ngày rồi. Tai nạn máy bay. Hai người may thật.
không những không chết, còn gặp được tôi. Oa, bay lên rồi. Người phàm không có tu vi, có thể dùng thần hồn lực trực tiếp điều khiển. Ở trước mặt tu sĩ như kiến con vậy. Đã có duyên, tôi sẽ đưa các cô về Em Quốc. Chuyện gì thế này? Oa, bay lên rồi. Một thành phố nước Em. Đến rồi. Quá đáng sợ, tốc độ này còn nhanh hơn cả tên lửa. Tim tôi nhảy cả ra ngoài rồi. Bye bye. Oa, tốc độ chậm lại rồi. Mau nhìn kìa, có hai người bay từ trên trời xuống. Trời ơi, anh ta đi rồi, đúng là không tưởng tượng nổi. Đây là tiên nhân mà Phi Phi nói sao? Nhắc đến Phi Phi, Rothschild tài phiệt chưa biết chúng ta chưa chết. Chúng ta phải đi cứu Phi Phi. Nhắc nhở ký chủ, đã đến Thái Sơn trận nhãn. Nhanh vậy đã đến rồi, so với tu tiên giới, trái đất nhỏ bé thật. Hệ thống kiểm tra cấm chế, xem khống chế thế nào. Xung quanh Thái Sơn có rất nhiều người phàm. Nếu điều khiển cấm chế, chân nguyên lực dao động gây ra sẽ khiến người phàm bay màu cả. Cái gì? Phạm vi bao nhiêu? Cần cho người phàm cách ra xa phạm vi 10 km. Kiến nghị ký chủ di rời toàn bộ người phàm ra khỏi phạm vi rồi khởi động cấm chế. Tên lửa đảo ngươi, sao không nói sớm cho ta? Hệ thống ta cũng không biết gần Thái Sơn lại nhiều người phàm như vậy. Đúng rồi, có vấn đề gì đi tìm lão Thái. Cảm giác có tín hiệu, tốt thật. Alo, ai đấy? Ha ha ha, lão Thái, là tôi. Từ Khuyết. Cậu cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi. Cậu biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không? WeChat không trả lời, điện thoại cũng không nghe. Phim của cậu hát hòn họt, người muốn đầu tư để câu tiếp tục không đếm xuể này. Ha ha ha, nổi đến vậy sao? Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu biết Thái Sơn chứ? Tôi muốn quay ở Thái Sơn, phải bao toàn bộ ngọn núi. Tiền phòng vé ban đầu của bộ phim đó có lẽ rất cao đúng không? Số tiền đó có lẽ đủ dùng. Di rời tất cả du khách đi, nhân viên làm việc cũng vậy. Đợi đã, cậu nói cái gì? Tôi nói Thái Sơn. Ấy, lão Thái tôi cũng đang ở Thái Sơn, cậu đang ở đâu tôi đi đón cậu. Cái gì? Trùng hợp vậy. Vậy chờ cậu ở dưới chân núi. Bên nhìn thấy quang cảnh quen thuộc, du khách nườm nượp. Cảm giác quay trở về thành phố hiện đại thật quá tuyệt. Từ Khuyết, tên thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Ha ha lão Thái, chuyện Thái Sơn đó có giúp được tôi không? Chuyện nhỏ, tôi đúng lúc cũng đang quay phim ở Thái Sơn. Hai ngày nữa tổ làm việc của tôi đến, sẽ giúp cậu bao trọn Thái Sơn. Còn hai ngày nữa, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến thành phố S đi, đúng lúc có vụ họp lớp, cậu cũng đi cùng đi. Thành phố S, từ đây lái qua đó ít nhất cũng phải mất 3 tiếng. Tôi muốn sắp xếp cho cậu một máy bay riêng lắm, nhưng tổ làm phim bên đó đang dùng mất rồi. Không sao, để tôi. Bên điều khiển cho chiếc ô tô bay lên. Ấy, sao lại bay lên rồi? Thành phố S khách sạn 5 sao. Lão Thái, đến rồi. Tim tôi vẫn đang đập thình thịch. Thái Tổng, vừa rồi đó là... Đừng hỏi. Cho xe vào trong nhà xe đi. Vâng. Thái Tổng, ngay đến rồi. Chỗ ngồi ở trên phòng VIP tầng 8. Ừm. Hai người vào trong thang máy. Lão Thái vẫn chưa dám nói chuyện gì vì người vẫn còn đang run lẩy bẩy. Đại ca, vừa rồi là thế nào? Tôi không phải đang nằm mơ chứ. Xe của tôi sao lại bay lên trời? Đó là ma pháp, hay là tiên thuật? Mau nói cho tôi. Lão Thái, đừng kích động. Không phải tôi từng nói với cậu, tôi đi tu tiên sao? Tu tiên? Cậu không phải chỉ vào sâu trong núi rừng làm hòa thượng sao? Hoặc có thể nói là ngày ngày thức trắng gì đó. Ý cậu là, cậu bây giờ là tiên nhân rồi. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa bước vào tiên nhân cảnh. Chỉ có thể coi là tu sĩ, không phải tiên nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết tôi cũng không tin. Vài năm không gặp cậu đã. Đi uống rượu. Tối tôi sẽ nói rõ cho câu. Được. Phòng khách VIP. Lão Thái, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Mau ngồi đi. Hự, người bên cạnh câu là. Bạn cũ cũng không nhận ra sao. Đây là Từ Khuyết. Từ Khuyết, bộ phim đó là cậu diễn chính. Mọi người lâu rồi không gặp. Lão Từ, tiểu tử cậu được đấy. Vài năm không gặp, đã thành đại minh tinh rồi. Ngồi đi. Hiểu Lệ, cậu sao vậy, không thoải mái sao? Tớ không sao. Từ Khuyết sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? 4 năm trước mình tận mắt nhìn thấy cậu ta gặp tai nạn xe. Sao cậu ta vẫn còn sống? Ngữ Hy bạn gái cũ hồi đại học của Từ Khuyết hôm nay cũng đến học lớp, mình phải nói cho cậu ấy chuyện này. Đúng rồi, cậu là Lưu Hiểu Lệ. Ây, đúng. Tôi nhớ hồi cấp 3 cậu ngồi ở phía sau tôi. Lúc thi tôi thường quay đầu lại nhìn trộm bài của cậu. Thật nhiều hoài niệm. Đúng, tôi cũng nhớ mà. Đúng là cậu ta rồi, không sai được. Cậu ta không biết, mình và Lâm Ngữ Hy là bạn thân. Đúng rồi, các cậu hôm nay xem tin mới chưa? Cái gì, tin mới?
cục hàng không vũ trụ hôm nay chụp được hình người ở trên mặt trăng. Bây giờ đều là lan truyền, là hàng Nga tiên tử đó. Không phải chữ, ghê vậy. Mặt trăng, là Hồng Nhan bị chụp được rồi. Nói vậy, bọn ta đột phá đại khí tầng cũng có khả năng bị các nước khác biết. Lão tử, lẽ nào? Người trên mặt trăng, là bạn gái của tôi. Không nói cái này nữa, tôi và mọi người nhiều năm không gặp, thực sự rất nhiều kỷ niệm. Tôi kính mọi người một lý. Nào, uống một lý. Cạn ly. Lão tử. Hôm nay còn có một vụ nữa ở khách sạn này, đều là minh tinh giới điện ảnh. Chúng ta qua đó gặp mặt đi. Được, đi thôi. Các vị bạn học, tôi và lão tử ra ngoài có việc. Mọi người cứ từ từ chơi nhé. Được, đợi mọi người quay về đấy. Lão Thái muốn đưa Từ Khuyết vào tiệc điện ảnh, Lâm Ngữ Hy cũng ở đó. Học sắp chạm mặt rồi sao? Đạo diễn Thái, anh đến rồi. Các đạo diễn khác đều đang chờ anh đấy. Đạo diễn Thái bên cạnh anh là, sao lại trông quen như vậy? Là Từ Khuyết. Diễn viên chính của bộ phim điện ảnh hát đó. Trời ơi! Thực sự là Từ Khuyết, người thật còn đẹp trai hơn trên phim. Bộ phim tối cường phản xáo lộ chi vô địch thực thần chi phản thủ chính là một thao, lộ tôi rất thích. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Từ Khuyết. Giọng này, cô là Lâm Ngữ Hy. Từ Khuyết. Tốt quá rồi, cậu không sao. Lâm Ngữ Hy, bạn gái cũ của mình hồi đại học. Chính vì chia tay với cô ta, mình vội vàng quay về trường học, trên đường đã gặp tai nạn. Trong đó nhất định có ẩn tình, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi có chuyện gấp muốn hỏi cô. Lâm Tiểu Thư, hãy lùi lại. Tiểu tử. Lâm Tiểu Thư không phải là đối tượng cậu có thể tiếp cận. Lùi lại, nếu không chặt gãy chân cậu. Là vệ sĩ của Hạ gia. Lâm Tiểu Thư có thể vào giới diễn xuất, chính là được Hạ gia nâng đỡ. Anh ấy không có ác ý, các người đừng làm khó anh ấy. Mệnh lệnh của Hạ tiên sinh là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô. Một người phàm nhỏ bé, cũng dám ngăn cản ta. Cái gì? Tránh ra, nếu không, phế mày. Đúng là hồng hách. Không biết bọn tao là người của Hạ gia sao? Hắn ta đấm vào mặt mên thì xương cánh tay đã bị vỡ vụn. A, tiểu tư ngươi. Tên tiếp theo không biết điều cũng đá vào mên, xương chân của hắn cũng giống như tên kia. A, tay của tôi. Chân của tôi. Đánh nhau rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người đàn ông vạm vỡ đột nhiên ngã xuống. Lão tử thật sự là tiên nhân vệ sĩ của Hạ gia trước giờ hoành hành. Cậu ta có thể không dùng đến tay đã đánh ngã được họ. Tôi còn chưa ra tay, các người đã ngã xuống rồi. Nể tình các người là người phàm, tha cho các người một mạng. Xương cốt đã phế, mau đổi công việc đi. Lâm Tiểu Thư, có thể nói chuyện tiếp không? Lão Từ và Lâm Tiểu Thư là bạn cũ. Lâm Tiểu Thư là đại minh tinh hát nhất hiện giờ đấy. Các vị, Từ tiên sinh có chuyện riêng cần xử lý. Chúng ta đi uống rượu trước đi. Được, Từ Khuyết lâu rồi không gặp. Tôi thật sự không ngờ anh còn sống, tốt quá rồi. Không ngờ tôi vào lúc nguy hiểm như thế còn có thể sống sót. Không tưởng tượng được đúng không? Tôi không phải ý đó. Sự thay đổi của anh ta thực sự lớn. Một người ấm áp và kỳ lạ đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Mà thay vào đó là người khiến người khác sợ hãi và vô cùng lạnh lùng. Chúng ta vào chủ đề chính đi. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi cô. Thứ nhất, năm đó vụ tai nạn đó là ai sai khiến? Thứ hai, em gái tôi ở đâu? Sai khiến cái gì đó không phải là ngoài ý muốn sao? Xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn, nhưng hiện giờ không phải là không sao rồi sao? Không cần che đậy đậy, tôi và cô đều rõ đó là vụ tai nạn có âm mưu. Lúc đại học, chúng ta gặp gỡ bình an vô sự, cô đột nhiên nhắc đến chia tay, tôi đang trên đường vội vã về trường học thì gặp tai nạn xe. Anh vẫn nhớ đến chuyện cũ của chúng ta. Đó chỉ là những chuyện cũ thôi. Tôi đã có người bầu bạn cả đời rồi. Vậy, chúc mừng anh. Vụ tai nạn đó quả thực có người giở trò. Là ai? Từ Khuyết, nghe những lời này, anh tuyệt đối đừng có suy nghĩ báo thù. Thế lực của bọn họ không phải là thứ anh có thể động vào được. Năm đó người tạo ra tai nạn xe dồn anh vào cái chết là con trai Hạ gia gia tộc, đại gia tộc đứng đầu Z quốc. Hạ Lạc Kinh. Hạ gia, Hạ Lạc Kinh. Hừ, nghe nói là đại gia tộc một tay che trời ở Z quốc, thương mại chính trị đều có chân tay. Xem ra kiếp trước của mình đã trở thành vật hy sinh cho con cháu nhà giàu chơi đùa rồi. Hạ Lạc Kinh đã từng cứu em, được biết anh là bạn trai em. Hắn tàn bạo, không nói lý. Em vì không muốn anh bị cuốn vào, nên đã đột nhiên nói chia tay. Ai mà biết hắn trực tiếp tông xe vào anh gây ra tai nạn. Em không phải là muốn giấu anh, chi là em. Được rồi, tôi biết những thứ đó là đủ rồi. Câu hỏi thứ hai, em gái tôi đâu? Em gái anh, là Từ Phi Phi đúng không? Sau tai nạn, em không còn gặp cô ấy nữa. Nghe nói là đến em quốc du học. Từ Khuyết anh muốn đi sao? Tôi đã có được thứ tôi cần biết. Từ Khuyết, năm đó em không hề muốn chia tay với anh thật.
em chỉ là vì muốn bảo vệ anh. Không cần nói nữa, tất cả đã qua rồi. Tử Khuyết em, Mên đã biến mất, anh em chắc biết Mên đi đâu rồi nhỉ? Tử Khuyết, trang bức thành công, có được 1.000 điểm trang bức. Hạ Tổng, tư liệu được đưa đến rồi, vào đi. Ngữ Hy bên đó mới nhận một bộ phim, hợp đồng cần chữ ký của anh. Nhưng bộ phim đó có cảnh quay hơi lộ liễu. Hạ Tổng, như vậy có tốt cho Ngữ Hy không, liệu có gây ra ảnh hưởng xấu không? Có gì không tốt, cô ấy là đại minh tinh một tay Hạ gia tôi bồi dưỡng ra. Bán chút da thịt, phòng vé chắc chắn hát dần dần. Hạ Tổng, Mên phá vỡ của kính từ ngoài xông vào. Ai vậy? Đi! Cậu là người nào của Hạ giai? Trả lời tôi. Đại tiên tha mạng. Cái đó. Hắn ta bí mật bấm nút báo động gọi cầu cứu. Kẻ nào, bảo vệ nhị thiếu gia. Bọn chúng vừa lao vào đã nổ súng về phía Mên, nhưng đâu biết đạn chỉ là trò trẻ con đối với Mên nhà ta. Tôi nhớ Z quốc là cấm súng mà. Một gia tộc làm ăn như này mà dám giấu súng riêng, đây là tội lớn đấy. Ngự không phi hành, tay ngăn đạn. Đây là tiên nhân. Tôi hỏi cậu trả lời, đừng có giấu giếm. Mên quăng những viên đạn trả lại hai tên vệ sĩ, những chúng không thể đỡ được. Tiên nhân tha mạng. Tôi là lão nhị của Hạ gia, Hạ Lạc Hoa. Hạ Lạc Kinh là gì của cậu, hắn ở đâu? Trang bức thành công, có được 1.000 điểm trang bức. Anh ta là anh trai tôi, người ở tòa kinh doanh lớn ở thành phố B. Oan có đầu nợ có chủ, anh ta nếu đắc tội với tiên nhân người hãy đi tìm anh ta đi. Thành phố B. Tiên nhân vậy tôi. Người Hạ gia đều phải chết. Mên vừa nói xong đã dùng mảnh gương đâm xuyên đầu hắn ta. Lão gia, chuyện không ổn rồi. Nhị thiếu gia bị giết rồi. Cô nói cái gì? Người gây thù là một người đàn ông có thể ngự không phi hành. Lão gia, mọi người mau chay đi. Người đó hình như là tiên nhân, súng cũng không làm gì được hắn. Hạ gia ta, từ khi nào động vào nhân vật như vậy? Con trai cả Hạ gia, Hạ Lạc Kinh. Bố, gọi con về gấp như vậy làm gì? Chúng ta sắp đi đâu? Ông ta không nói gì cho hắn ta ăn luôn một cái tát. Bố, tại sao lại đánh con? Tiểu tử thối mày gây chuyện rồi. Mày động vào một vị tiên nhân ở đâu? Em chạy mày bị giết rồi kia kìa. Tiên nhân, bố bị già hồ đồ rồi sao? Trên đời làm gì có tiên nhân? Đúng là thứ không có mắt. Hạ gia ta sao lại có thằng con như mày? Ai ra đau. Thông báo cho cơ trưởng, cất cánh. Bố, chúng ta đi đâu? Hành lý con còn chưa xếp mà. Đến em quốc dựa dẫm vào Rothschild tài phiệt. Thu xếp con khỉ, sống được là may lắm rồi. Bọn họ sẽ nể mặt Hạ gia chúng ta. Nửa tiếng sau, Hạ gia. Mên đáp xuống nền gạch bên dưới đã vỡ nát. Hử, trong nhà không có ai. Thân hồn thăm dò. Trong nhà vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều còn. Nhưng không thấy trang sức vàng bạc đáng tiền. Phòng rộng không có bóng người. Xem ra là vừa mới rời đi rồi. Sơ ý rồi, thành phố Z có người bảo tin. Để thắng nhãi đó, chạy mất rồi. Hừ, địa cầu chỉ bé nhỏ vậy. Tao xem mày chạy đi đâu. Mên sử dụng thần hồn lực diện rộng. Máy bay cỡ lớn, không phải. Chiến đấu cơ, không phải máy bay riêng cỡ nhỏ. Lộ tuyến là xuất phát từ thành phố B. Phương hướng là đến em quốc. Tìm thấy máy rồi. Bố, con thật sự không biết chuyện về tiên nhân đó. Hơn nữa, một thư tín gửi đến đã dọa bố chạy mất thế này rồi. Đây không giống tác phong của bố. Mày hiểu cái gì? Bảo vệ công ty bên thành phố Z, sao có thể để một tên đàn ông xông vào? Người đó chắc chắn có thần thông. May mà thư tín đến kịp thời, có lẽ tiên nhân đã tìm đến nhà rồi. Đợi chúng ta đến em quốc. Lão ta nhìn thấy Mên bay bên ngoài máy bay, còn vẫy tay chào nữa. Tiên nhân. Đây là độ cao cả 1.000 mét đó. Sao lại có người ở bên ngoài được? Hắn ta đã nhận ra là người quen. Là Tử Khuyết, là hắn. Hắn không phải chết rồi sao, sao lại sống lại? Hôm đó, mình rõ ràng đã lái xe đâm chết hắn rồi. Để không sống sót, mình còn đặc biệt nghiền đi nghiền lại vài lần. Không thể nào. Hắn còn sống, còn thành tiên rồi. Không sợ. Chúng ta ở trong máy bay. Hắn sao có thể xuyên qua lớp thép dày như vậy được? Hắn ta vừa nói xong, đã bị Mên túm cổ lôi ra ngoài máy bay. Cái gì? Máy bay. Trang bức thành công, có được 1.000 điểm trang bức. Tử Khuyết. Hạ Lạc Kinh phải không, cuối cùng cũng để tạo tình được máy rồi. Để giải đáp nghi hoặc bao năm trong lòng tao. Sao mày vẫn chưa chết, tại sao lại có sức mạnh như vậy? Hạ Lạc Kinh, kiếp trước mày cướp người yêu tao, lấy mạng tao. Dựa vào thế của Hạ gia giấu được tất cả. Vậy thì đã sao? Nhà lão tử có tiền. Có tiền thì làm gì thì làm. Mày dám động vào tao, Rothschild tài phiệt sẽ không tha cho mày. Tiền. Mên ném hắn ra xa. Sử dụng Phật nộ hỏa liên.
tiễn hắn đi theo thằng em và ông bố vừa nổ máy bay. Tiền chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới có thể đứng vững được. Thu kiếp trước cuối cùng cũng báo xong. Trong lòng mình không còn vướng mắc gì lớn nữa, không có niềm vui điên cuồng muốn báo thù nữa. Chỉ có, cảm giác thở phào. Có lẽ tu luyện đến mức độ này, người phàm không đủ để khiến mình phiền não. Mình ở trái đất, một tay che trời không ai có thể ngăn cản. Mên đang suy nghĩ thì có người gọi đến. Alo? Lão Từ, hai ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Có lẽ là Thái Bình Dương. Thái Bình Dương, nơi đó cách thành phố đến hàng nghìn km, cậu qua đó kiểu gì? Bây giờ đang lưu truyền hình ảnh rõ nét về tiên nhân trên mặt trăng. Cậu ngự không phi hành cũng đã bị nhiều người chụp lại được, bây giờ trên mạng đang bàn tán rầm rầm lên kìa. Cậu không cần khiêm tốn một chút ẩn giấu thực lực sao? Giấu? Tại sao lại phải giấu? Lẽ nào trên đời này còn có người uy hiếp được tôi? Trang bức thành công, có 500 điểm trang bức. Ha ha ha, hình như đúng là vậy. Đúng rồi, không nói cái này nữa. Chuyên Thái Sơn tôi đã giúp câu làm xong rồi, du khách và nhân viên làm việc đều trống không rồi. Vậy thì tốt rồi, tôi qua đó liền. Cậu đến Thái Sơn làm gì vậy? Đương nhiên là đón tiên tử về nhà. Cảnh chuyển đến Thái Sơn. Hệ thống, người đều sơ tán cả rồi chứ? 10 dặm xung quanh đã không còn người phàm, có thể tiến hành truyền thừa rồi. Tốt, cấm chế của trái đất vốn là đại trận thượng cổ, cần vô số tu sĩ cùng duy trì. Bây giờ tu sĩ trên trái đất chỉ còn ít ỏi, cấm chế đã nhiều năm không được tu sửa. Thần hồn của túc chủ là người trái đất, vì thế mới có tư cách kế thừa cấm chế. Nhiều năm trước, trái đất cũng là bản địa sản sinh ra tu sĩ. Thậm chí còn có thể tạo ra cấm chế tinh cầu mà Huyền Chân cũng hiếm thấy. Không ngờ đến giờ đã không còn ai kế thừa. Thật khiến người ta nuối tiếc. Mên cắn tay lấy máu để nhận truyền thừa. Mở thần hồn tế máu tươi để được truyền thừa cấm chế. Giọt máu vừa rơi xuống đã bắt đầu hình thành trận pháp bên dưới. Mên ngồi xuống bắt đầu nhận truyền thừa. Một lát sau, hoa hạ tu sĩ từ khuyết đến tiếp nhận truyền thừa cấm chế, để ra sức bảo vệ đại trận của địa cầu. Hả? Hỏa nhãn chi đồng ta có được ở Đông Hoang, bị cấm chế lấy đi rồi. Cấm chế từ từ dung hợp hỏa nhãn chi đồng của Mên lại. Ô! Cấm chế đã chấp nhận ngươi là truyền nhân và giúp ngươi hoàn thiện pháp quyết truyền thừa. Tác dụng phụ của hỏa nhãn chi đồng đã bị xóa bỏ, bây giờ tu luyện sẽ không ảnh hưởng đến đạo ẩn nữa. Tiếp nhận truyền thừa, tu luyện hóa nhãn chi đồng. Hỏa nhãn chi đồng, pháp quyển cao cấp hạ nguyệt giai, một trong ngũ hành thiên đồng. Hiệu quả chủ động, nhìn thẳng kẻ địch có thể tạo ra huyễn cảnh hỏa hành. Hiệu quả bị động, có thể nhìn thấu huyễn cảnh, dịch dung, biến thân. Được gọi là hỏa nhãn kim tinh. Luồng chân nguyên lực này. Cấm chế thượng cổ này đang di chuyển điều chỉnh. Mở ra một lối vào. Tiểu tử, ngươi đã giành được quyền điều khiển không chế rồi. Cấm chế này có thể nói là vạn năm khó gặp, có thể điều khiển nó quả là không dễ. Tiểu tử, tại tới đây. Tiểu cô nương, ta đến đón cô rồi. Lúc này tại quân đội nước Z. Tướng quân, cô gái trên mặt trăng đột nhiên di chuyển rồi. Mau, cho vệ tinh bám theo chụp lại, để xem rốt cuộc cô ta đi đâu. Đây, hướng ngay là Thái Sơn. Tướng quân, trên mạng có rất nhiều tin đồn, mọi người đã chụp được hình ảnh một người đàn ông bay trên không trung. Đầu tiên là ở thành phố Z, hôm nay lại ở gần Thái Sơn. Cái gì? Có lẽ người đàn ông kia có liên quan đến cô gái này. Điều động quân đội, lập tức đến Thái Sơn. Bắt buộc phải điều tra rõ chuyện này. Rõ. Tiểu cô nương. Xin lỗi, phải đợi 2 ngày mới đón cô về. Để cô ở mặt trăng chịu khổ rồi. Không khổ, ta ngồi tu luyện, thời gian 2 ngày chớp mắt là qua. Ấy. Trang phục này của người trông kỳ lạ quá. Đây là trang phục ở quê hương ta, nơi này khác với giới tu tiên, mọi người đều là phàm nhân. Ta thấy rất đẹp, nhập gia, tùy tục, ngươi cũng cho ta một bộ trang phục của quê hương ngươi đi. Thật sao? Hồng Nhan xinh đẹp, dáng người hoàn hảo. Nên để cô ấy mặc trang phục nữ cường nhân màu đen hay là đồ y tá màu trắng, hay là gì đây? Bây giờ phải lựa chọn thế nào? Tiểu tử, sao ngươi lại băn khoăn, do dự như thế? Chẳng lẽ trang phục của quê hương ngươi có rất nhiều kiêng kỵ sao? Không phải thế. Hồng Nhan còn cần phải theo mình đi lại trên trái đất, không tiện mặc đồ quá hở hang. Mấy trang phục kia vẫn là để sau hãy nói. Ta nghĩ ra nên cho cô mặc gì rồi. Đây là trang phục của Tạc Thiên Bang ta, cùng một kiểu với ta. Ở trái đất, cô cứ mặc thế này đi. Đẹp thật đấy, không những gọn gàng, mà còn tiện hành động. Đồ của giới tu tiên mặc dù hoa lệ, nhưng lại không tiện thế này. Nếu cô thích, thì sau này vẫn còn rất nhiều kiểu khác cho cô mặc. Được, tin nhắn lão Thái. Cái gì? Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Bằng hữu tốt của ta gửi thư tới nói có tin tức về muội muội thất lạc nhiều năm, của ta rồi. Đây là chuyện đáng mừng, chúng ta mau đi thôi. 2 tiếng sau, tướng quân, đều đã lục soát cả rồi, không có ai.
sao có thể kỳ lạ thể được, không những không tìm thay đổi nam nữ kia, mà cả Thái Sơn đều không có bóng dáng khách du lịch. Tướng quân, nghe nói có đạo diễn mấy ngày này quay phim, nên đã bao cả Thái Sơn rồi. Đạo diễn? Một đạo diễn nho nhỏ không thể có liên quan với tiên nhận được, truyền lệnh xuống dưới, kiểm tra camera xung quanh. Điều tra rõ phương hướng tiếp theo của hai người kia cho tôi. Giờ, tốc độ bay của người đàn ông kia còn nhanh hơn máy bay chiến đấu. Chỉ có ảnh người dân tiện tay chụp lại, mình biệt đi đầu điều tra đây. Mà lúc này ở nước giờ bên bờ đại dương, phố ẩm thực, nó đến rồi, suỵt, nói nhỏ thôi. Nghe nói hôm qua nó đã đến con phố bên cạnh, ăn hết đồ ăn của cả con phố. Mọi người đều oán thán, mà chẳng thể làm gì, nghe nói cảnh sát đến cũng không bắt được nó. Ha ha ha, mùi này là mì sợi. Sáng nay quyết định ăn món này. Đừng mà, người đừng lại đây. Ở một nơi nào đó, trong căn phòng em gái của Minh đang bị trói trên ghế. Phi Phi tiểu thư, cô đứng dãy dụa, cô đang ở trong cơ địa bí mật sâu cả trăm mét, dù cô thoát khỏi dây thừng, cô chạy tiếp được đi đâu nữa. Phương pháp cô để lại ở học viện chúng tôi đã thực nghiêm rồi, là giả. Tôi nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Dù sao, gia tộc Rothschild chúng tôi sẽ không bạc đãi công thần. Phì, thứ vô liêm sỉ. Ai tin các người chứ? Các người cứ dùng lực với tôi đi, phương pháp cuối cùng chính là ở trong não tôi đấy. Dù sao giao cho các người cũng chết, cùng lắm là cả hai cùng chết. Phi Phi tiểu thư, không cần nóng giận như vậy. Có thể tán dương phát triển thành quả nghiên cứu của cô, chỉ có Rothschild gia tộc. Chúng tôi nắm giữ thị trường toàn cầu, đợi sản phẩm của cô sau khi sản xuất thành công. Chỉ là phân chia hoa hồng, đã có thể khiến cô an nhàn cả đời này rồi. Thị trường toàn thế giới, ý anh là, lũng loạn với giá cao, bán cho người giàu, kiếm lợi ích đầy mình. Mục đích ban đầu nghiên cứu của tôi là để người trên toàn thế giới có thể tránh xa đau khổ, khỏe mạnh kiên cường. Cách làm của các người, chỉ có để cho người có tiền kéo dài tuổi thọ. Còn những người nghèo không mua nổi sản phẩm, vẫn sẽ bệnh tật đầy mình. Phi Phi tiểu thư, chúng tôi là những thương nhân tầm lợi. Còn cô, ở lại muốn làm chủ nhân cứu thế giới. Chúng ta đi, không cần hành động nóng vội. Đối phó với loại người này, cần phải lạt mềm buộc chặt. Bọn họ rời đi chỉ còn lại mình Phi Phi bên trong căn phòng. Nếu anh ở đây thì... Lão Từ nhờ và tìm em gái cậu ấy đã hơn nửa năm rồi. Nhưng mình căn bản không điều tra ra tin tức gì của cô ấy cả. Lâm Tiêu Thứ sao biết hành tung của cô gái đó? Liên quan đến chuyện này, tôi cũng là đột nhiên. Cô ấy đang định nói thì bên ngoài có người gõ cửa. Là Lão Từ, cậu ta không phải còn ở Thái Sơn sao? Vào đi. Lão Thái, cậu có vị trí của Phi Phi rồi. Mau nói cho tôi chuyện là thế nào. Hự, thật sự là cậu ta, Thái Sơn cách thành phố Z đi xe cũng mất 3 tiếng. Weibo vừa gửi đi chưa được vài phút, cậu ta đã quay lại rồi. Bỏ đi, mình cũng không còn thấy lạ gì nữa. Ấy, đợi đã. Cô ấy là... Giới thiệu cho hai người. Đây chính là Khương Hồng Nhan, Thủy Nguyên Quốc Nữ Đế, Huyền Chân Thánh Tôn. Nữ nhân của tôi. Tiểu tử, làm gì có kiểu giới thiệu như vậy? Cô ấy không phải là tiên nữ bị về tinh chụp được sao? Tiên tử trên mặt trăng. Tiểu cô nương, hai người này là bạn của ta. Bọn họ chưa từng thấy tu sĩ, khó tránh khỏi kinh ngạc. Ta có thể hiểu cảm giác kinh ngạc người phạm nhìn thấy tu sĩ. Vậy thì tốt. Chào hai vị. Chào tiên nữ, chào tiên nữ. Tiên nữ, lời Thái đạo diễn nói đều là thật. Trước đó cách anh ấy thần bí rời đi. Anh ấy thực sự thành tiên nhân rồi. Ở trong khách sạn sau khi câu xảy ra xung đột với vệ sĩ của Hạ gia, tôi đã tìm Lâm Tiêu Thư nói chuyện. Là cô ấy phát hiện ra manh mối về Phi Phi. Chuyên là thế này, vài ngày trước sau khi tôi nhìn thấy Từ Khuyết bình an vô sự, liền nói chuyện với một học muội của mình chuyện này. Cô ấy sau khi nghe, nhớ ra một người bạn lúc học đại học, cũng họ Từ. Sau khi tìm hiểu kỹ phát hiện, bạn học của cô ấy là Từ Phi Phi. Từ Phi Phi học ở nước ngoài, sao tôi không điều tra được chút thông tin gì? Lão Thái, có phải cậu cố ý không? Đó là một học viện bí mật em quốc phù trợ. Chuyên nghiên cứu tài liệu quân dụng, anh không tra ra cũng là chuyện bình thường. Học muội của tôi trước giờ trong hội diễn nghệ, đã học ở học viện đó 2 năm, thì bỏ về nước. Nhưng cô ấy vẫn giữ liên lạc với các bạn học, trong đó có Từ Phi Phi. Thế nào, liên hệ được cô ấy chưa? Tôi cho mọi người xem trực tiếp vậy. Tút tôi là Từ Phi Phi, tạm thời không thể nghe điện thoại. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Là hộp thoại ghi âm. À quốc rất ít người biết sử dụng hộp thoại ngữ âm, nhưng Phi Phi học ở em quốc, cho nên... Nghe kỹ đây. Rothschild gia tộc. Tôi... Nổi hết cả da gà lên rồi. Cô ấy vừa rồi nói Rothschild gia tộc. Tình hình cấp bách, cô ấy không thể chủ động cầu viện trợ, điện thoại hoặc Weibo đều sẽ liên lụy đến bạn bè. Nhưng hộp thoại ghi âm người muốn tra ra vị trí của cô ấy, sẽ nghe được thông tin này. Không hổ là em gái mình, tự duy linh hoạt.
mày dám động vào tao, Rothschild tài phiệt sẽ không tha cho mày. Rothschild gia tộc, hừ, thú vị đấy, các người có ai hiểu về gia tộc này? Tôi chỉ là nghe nói, thế lực phân bố khắp các đại tài phiệt trên thế giới. Bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện, đều là đứng phía sau chỉ huy. Học muội của tôi có thể biết một số nội tình. Tôi nghe cô ấy nói, học phủ đó chính là gia tộc đầu tư xây dựng ra. Chúng ta đi, đi tìm học muội của cô. Thành phố B khách sạn 5 sao. Lưu Lam à, đêm nay tiệc rượu đều là những nhân vật lớn. Cô phản biết điều đấy. Ngô Tổng, cái này. Với nhan sắc của cô, có thể nhận được sự thích thú của vài nhân vật lớn. Trở thành nữ minh tinh hát nhất cũng không phải là giấc mơ nữa. Hắn ta đang ngồi thì bị mê nhấc bổng lên. Ấy, ai? Cô chính là Lưu Lam, tôi có chuyện cần hỏi cô. Dạ. Ai dô? Ngô Tổng. Anh là ai, anh làm gì thế? Ngô Tổng, ngài không sao chứ? Tên này từ đâu đến lại dám ra tay với tôi ở đây? Kéo hắn ra ngoài phế cho tôi. Sao lại đánh nhau rồi? Có người gây sự. Chắc là không hài lòng với vai diễn Ngô Tổng sắp xếp đây mà. Chúng ta đi trước đi, không cần phải xen vào việc này. Cậu có gan phá hỏng buổi tiệc của Ngô Tổng thì đúng là chê sống lâu rồi. Hôm nay sẽ để cậu biết kết quả của việc đắc tội với Ngô Tổng. Mau quay bên kia đi, có người gây sự, tổng biên tập đã nói quay mấy cảnh gây cười thì tỷ suất người xem mới cao. Tiên nữ, lão tử xông đến thế này sẽ không có chuyện gì chứ. Với tu vi của hắn, nhiều người phạm hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn bảo ta chăm sóc hai người, cứ yên tâm đi. Lâm tiểu thử vẫn hơi lo lắng cho Từ Khuyết. Cô ngồi đây trước đi, tôi giải quyết xong bọn họ sẽ lại đến hỏi cô. Giải quyết bọn tôi sao, cậu cũng ngạo mạn thật đấy. Ha ha, hôm nay đành chơi với các người vậy. Oa, đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người mau nhìn kìa. Người đàn ông kia hất tay một cái là người đã bay lên rồi. Ừm, người của đài truyền hình sao? Vừa hợp ý tới, hôm nay tôi sẽ cho cả nước biết đến uy danh của Từ Khuyết này. Mên cướp máy quay của hắn. À, máy quay của tôi. Chuyển qua cho Lão Thái, cầm lấy. Hả, máy quay, để làm gì thế? Lão Thái, anh cử làm quay phim của tôi, ghi hình cho tôi là được. Hệ thống xâm nhập vào mạng lưới toàn quốc cho tôi. À, sao màn hình TV của mình lại thay đổi rồi? Đôi kênh, sao đều là chương trình này thế? Ấy, đợi đã, phim nóng của mình đâu? Tôi đã cởi quần rồi, mà sao lại hiện lên hình người đàn ông này? Mạng lưới có vấn đề sao? Sao trận đấu chiếu được một nửa lại biến thành truyền hình trực tiếp thế? Người này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi? Lão Thái, quay tử tế cho tôi. Cả nước đều đang xem trực tiếp đấy. Ừm, được rồi. Tên này kỳ lạ quá. Đến gây sự đây mà, đánh chết hắn cho tôi. Khốn kiếp, muốn chết à? Cái gì? Tên này. Mên điều khiển cho hai tên tự đấm vào mặt nhau. Còn ngây ra đấy làm gì? Đánh chết hắn cho tôi. Thành công giành được 3.000 điểm kinh nghiệm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Giết hắn đi. Đừng vội. Mên vẫn bình tĩnh châm thuốc hút. Khởi động chế độ giải thưởng 2X. Mên dùng ý lực điều khiển toàn bộ những tên đó bay lên. Bay lên rồi. Không xuống được. Cút đi. Mên hất tay bọn chúng đã văng hết ra. Tiên nhân. Lão tử cũng đỉnh quá đi, người bình thường đâu phải là đối thủ của câu ấy. Khi thật, đang quay phim đầy à, vẫy tay, đạp chân là đối phương đều bay lên trời. Đây là truyền hình trực tiếp mà, thần tiên ở đầu ra thế. Người này là Từ Khuyết, tôi từng xem phim của anh ta. Ý cậu là nội dung bình thường, nhưng kỹ xảo bùng nổ đó hả? Sao Từ Khuyết lại lên TV rồi? Đây là truyền hình trực tiếp, những kỹ xảo đó đều là thật sao? Một lúc sau, hot search đều là Từ Khuyết. Cả nước đều đang thảo luận chuyện này. Thành công giành điểm kinh nghiệm X lần. Phù, đúng là quá đã. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, truyền hình trực tiếp hôm nay đến đây kết thúc. Đợi tôi tìm được xào huyệt của tên tài phiệt kia, sẽ lại quay trực tiếp cho mọi người. Nhớ tặng quà cho tôi nhé. Tên này, không thể nhịn được. Tôi liều với cậu. Nương tay rồi còn không chịu, thật sự cho rằng tôi sẽ không ra tay giết người sao? Từ Khuyết đúng là tiên nhân, vì mục đích của anh ấy có thể tiện tay giết người. Mình và anh ấy đã không còn là người cùng một thế giới rồi. Trời ơi, trên đời thật sự không còn ai có thể ngăn cản Từ Khuyết. Ngô Tổng này luôn dùng quy tắc ngầm với các nữ minh tinh, chết không hết tội. Cô Lưu Lam, thật ngại quá, đã làm mất thời gian của cô. Cuộc sống không dễ dàng, để kiếm chút kinh nghiệm, tôi chỉ có thể không từ thủ đoạn, cô có thể hiểu được, phải không? Kinh nghiệm gì, anh đã giết Ngô Tổng. Anh sẽ phải ngồi tù. Ngồi tù, cô đang đùa tôi sao? Vào việc chính, tôi là Từ Khuyết, anh trai của Từ Phi Phi. Nghe nói có biết tin tức về em gái tôi. Anh là anh trai của Phi Phi. Nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết về chuyện của em gái tôi. Tiểu Lam, không sao đâu, anh ấy chỉ muốn tìm ra tung tích của Phi Phi thôi. Hỏi xong, anh ấy sẽ đi ngay.
Ngữ Hy, Phi Phi ở trường là một sinh viên rất chăm chỉ. Nghe nói cô ấy đã nghiên cứu ra một loại vaccine có thể chữa khỏi hầu hết các bệnh trên thế giới. Nếu được phổ biến rộng rãi, thì mọi người sẽ có thể rời xa bệnh tật. Học viện muốn thu mua nghiên cứu của cô ấy, để bán ra thị trường toàn cầu, nhưng hình như Phi Phi không đồng ý, chuyện sau đó thì tôi cũng không rõ. Nhưng từ tin nhắn thoại của Phi Phi, thì có thể thấy dường như cô ấy đã bị học viện khống chế. Lời nhắn điện thoại có nhắc đến gia tộc La Tư Thiết Nhĩ Đức. Gia tộc đó có liên quan gì đến học viện? Học viện là do gia tộc đó bỏ vốn xây dựng. Nếu học viện muốn thu mua, thì nhất định là ý của người gia tộc đó. Từ manh mối hiện giờ có thể thấy Phi Phi đã bị giam lỏng. Nhưng với trí thông minh của Phi Phi, em ấy nhất định sẽ để lại đường lui cho mình. Nhất thời đối phương sẽ không dám làm gì em ấy. Căn cứ của gia tộc đó ở đâu? Việc này tôi không rõ, nghe nói gia tộc đồ bắt nguồn từ châu Âu, bây giờ đã có lịch sử hàng trăm năm, toàn cầu đều có tay chân của họ, nhưng không ai biết căn cứ của họ ở đâu. Chúng ta cứ đến học viện tìm đi. Học viện ở ngoại ô thành phần của nước em. Oa oa! Ngự kiếm phi hành, chiêu thức của tiên nhân, ngầu quá. Với tốc độ này, nửa tiếng là có thể đến nước em rồi. Lão Thái, tôi cho anh quyền điều khiển kiếm, lần này anh phải quay cho tử tế đấy. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lắm lời. Ngữ Hy, cô không đi cùng họ sao? Không, tôi vẫn nên lặng lẽ nhìn theo anh ấy thôi. Cấm động đậy, cảnh sát điều tra án. Có một người hình như đã chết. Gọi pháp y đến đây. Đây có phải là nơi truyền hình trực tiếp ban nãy không? Hãy nói hết chuyện xảy ra ban nãy với tôi, các cô có biết người đàn ông biết sử dụng dị năng kia không? Phía trước chính là nước em rồi. Chiến hạm, lẽ nào? Chiến hạm thấy có người xâm nhập trái phép liền nổ súng. Oa, cậu đã đắc tội với nước em sao? Sao vừa tới đã bắn thế? Ha ha ha, anh đừng sợ. Oa, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Đạn vừa bắn đến thì có một lớp bảo vệ lão thái. Hả, không sao. Đồ ngốc, tiên kiếm này có thể bảo vệ chủ. Súng đạn bình thường làm sao có thể phá được? Đừng nói là chiến hạm, cho dù là bom nguyên tử thị cũng không thể nổ chết anh được. Làm sao tôi biết được? Chết đến nơi rồi cũng không ném máy quay, tốt lắm. Tiểu tử, mấy thứ này ồn ào quá, có muốn giải quyết chúng không? Giải quyết đi, để làm giảm uy phong của họ. Cho họ thấy sự lợi hại của chúng ta. Được. Hồng Nhan đã đóng băng toàn bộ vùng biển, các chiến hạm cũng đóng băng theo. Âu, lợi hại quá. Tiên nữ này cũng là nhân vật thần tiên không hề thua kém Lào Tử. Đi, đến học viện. Các người đã đe dọa sự an toàn của nước em. Xin lập tức hạ cánh. Nếu không, chúng tôi sẽ nổ pháo. Lão Tử, làm sao đây? Còn dám tới nửa sao, vậy thì đánh cho đến khi họ sợ mới thôi. Nổ pháo. Bọn họ ra tay. Phạm phụ tục vật. Men dùng ý lực điều khiển hai quả tên lửa, quay lại bắn vào phi cơ của bọn chúng. Sắp rơi rồi. Bắn ngược. Muốn tiêu diệt mấy người đó không? Hôm nay tâm trạng tốt, tha cho họ một mạng. Học viện ở ngoại ô thành phố N, chắc là ở đây rồi. Tiên nữ, phải làm thế nào để biết là có đúng hay không? Xem tiểu tử làm đi. Men dùng thần hồn quét. Dưới học viện này có một sở nghiên cứu rất sâu. Không giống quy mô một học viện có thể xây dựng được. Máy quay bắt đầu, tôi muốn quay trực tiếp. Được. Cậu định làm thế nào, lẻn vào học viện sao? Mau nhìn này, Từ Khuyết bắt đầu rồi. Anh ta định làm gì? Lẻn vào, không cần phải vậy. Men dùng ý lực nhấc cả tòa học viện lên khỏi mặt đất. Ra đây cho ta. Toàn bộ học viện bao gồm cả sâu dưới đất đều được Men đưa lên. Cái gì? Hắn đã nâng cả học viên lên sao? Thật khó tin. Mình phải nhịn, không thể lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mình phải quen với biểu hiện khủng bố của lão Tử. Cái gì thế? Động đất sao? Cứu mạng. Không phải động đất. Học viện bay lên trời rồi. Tránh ra. Đừng cản đường. Câu là ai? Muốn làm gì học viện? Đừng nhiều lời, tránh qua một bên, gọi người quản lý học viện đến đây. Hiệu trưởng, yên tâm, cho hỏi cậu ra tay với học viện là muốn làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi sẽ tha cho các người một con đường sống. Câu hỏi thứ nhất, ông có biết Từ Phi Phi không? Từ Phi Phi là sinh viên xuất sắc của học viện, tất nhiên là tôi biết. Câu hỏi thứ hai, Từ Phi Phi đang ở đâu? Chuyện này, tôi không biết. Ông nói dối. Men dùng ý lực khiến ông ta bay lên, rồi quăng xuống phía bên dưới. Hiệu trưởng. Ngã chết rồi. Dành điểm kinh nghiệm. Hệ thống, thông báo ôn quá, tạm thời tắt thông báo cho tôi. Đã tắt thông báo. Người đeo kính đen, anh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Từ Phi Phi đang ở đâu? Lai Vạn tiên sinh, không hay rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Lai Vạn, là Tư Thiết Nhĩ đặc tộc trưởng hiện giờ của gia tộc là Từ Thiết Nhĩ Đức. Phía học viện xảy ra chuyện rồi. Ngài mau nghe điện thoại đi. Alo, học viện. Bật TV, có chuyện gì thế? Hi hi.
Lai Vạn tiên sinh, anh có nghe thấy không? Người này là ai? Lão Thái, kéo máy quay ra xa một chút, quay toàn cảnh. Được. Lai Vạn tiên sinh, bây giờ nhìn rõ rồi chứ? Đây là sở nghiên cứu của anh đấy. Học viện lơ lửng trong không trung, thiết bị bên dưới đều đã bị lộ. Lai Vạn tiên sinh, nghe nói em gái tôi đang làm khách ở chỗ anh. Tôi thấy đã đủ lâu rồi, em gái tôi cũng nên về nhà ăn cơm thôi. Lập tức đưa em gái tôi đến học viện, nếu không tôi sẽ phá hủy phòng thí nghiệm của anh. Từ đầu mà hắn lại có năng lực này. Lai Vạn tiên sinh, chúng tôi cũng không biết, hiệu trưởng từ chối trả lời câu hỏi của hắn, đã bị giết rồi. Đáng ghét, phương thuốc của Từ Phi Phi rất có giá trị. Tuyệt đối không thể giao ra được. Điện thoại, cúp máy rồi. Xem ra Từ Phi Phi có giá trị hơn sở nghiên cứu này rồi. Chỉ có thể tiễn các người về Tây Thiên, rồi tôi lại tìm tiếp thôi. Tiên nhân, tiên nhân. Tiên nhân lại gặp anh rồi. Anh muốn tìm Từ Phi Phi sao? Chúng tôi biết tin tức đấy. Là bọn họ. Tiểu cô nương, hai người kia biết tin tức của muội muội ta. Ta đi hỏi họ, cô giúp ta giải quyết sở nghiên cứu này. Nghiền nát cả sở nghiên cứu này đi. Nhưng đừng tổn thương đến học viện ở bên trong. Ta hiểu rồi. Cuối cùng cũng có thể quay tiên nữ rồi. Là hai cô à, hai cô biết Từ Phi Phi sao? Biết, chúng tôi là bạn học. Đưa chúng tôi theo. Và chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu. Sau khi nghiền nát sở nghiên cứu, đoàn người đến ngoại ô tìm nơi ẩn thân khác của gia tộc. Ngự kiếm phi hành, không ngờ trên đời lại có loại pháp thuật này. Lợi hại quá. Tiểu tử, các ngươi trao đổi bằng ngôn ngữ gì thế? Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả? Đây là tiếng chim, là ngôn ngữ của một quốc gia trên hành tinh này. Cô không hiểu cũng không sao, không cần thiết phải hiểu. Tiên nhân, Phi Phi và chúng tôi cùng sáng chế ra một loại thuốc mới. Tài phiệt muốn lũng đoạn và cấy virus vào trong thuốc, để có thể đưa vào virus nắm quyền kiểm soát cả thế giới. Tôi đã phá giải hệ thống nội bộ của học viện, biết được nơi Phi Phi đang bị giam lỏng, nhưng chúng tôi cũng đã bị lộ. Chúng tôi định trốn đến nước Z, ai ngờ bọn họ táng tận lương tâm, trực tiếp bắn rơi máy bay, khiến người trên máy bay đều chết hết. Vậy các có quả là may mắn, không chỉ không sao, mà trên hoang đảo còn gặp được tôi. Thật sự cảm ơn tiên nhân đã ra tay cứu giúp. Chính là nơi đó. Nội dung tôi phải giải được từ hệ thống, Phi Phi bị nhốt ở nơi đó. Yên tĩnh thật, hình như không hề phòng bị. Trong không giống căn cứ địa. Men dùng thần hồn cảm ứng mọi thứ bên trong tòa lâu đài tiểu tử, trong trang viên có không ít binh sĩ mai phục. Trò trẻ con. Lão Thái, đưa họ tránh ra một chút, bật phát trực tiếp. Được, thế nhưng, không phải là không có ai sao? Bên dưới bọn họ đã dùng pháo bắn vào men. Không phải là tới rồi đó sao? Viên pháo và vào men đổ ầm ầm. Ra, tiên nhân, ăn một phát pháo chính diện, liệu anh ấy có ổn không? Lão Thái, quay tử tế cho tôi sắp bắt đầu ra tay rồi. Khởi động chế độ. Bọn họ trang bị vũ trang đặc biệt, liên tiếp bắn vào men. Nhưng men chỉ dùng một tay chặn hết đạn lại. Ra hiệu cho Hồng Nhan. Sau đó Hồng Nhan đã đóng băng toàn bộ đám người bên dưới. Thấy lính bộ binh không ăn thua, họ liền dùng phi cơ bắn tên lửa vào men. Gia tộc này đúng là tài đại khí thô, vũ khí gì cũng có. Men điều khiển hai quả tên lửa trả lại cho chiếc phi cơ. Tiểu cô nương, cô chơi với bọn chúng đi, ta đi dò xét vị trí của Phi Phi. Được. Hồng Nhan bảo đợi mãi đã đến lúc được thể hiện. Cô ta dùng đã đóng băng toàn bộ tòa lâu đài, xe tăng và phi cơ đang bay cũng không thoát được. Men bắt đầu dùng thần hồn tìm kiếm xem Phi Phi đang ở đâu. Bọn họ lại đào rỗng cả ngọn núi, để xây dựng căn cứ bí mật sâu không thấy đáy. Men tiếp tục dò xuống nữa. Đã tìm thấy Phi Phi. Phi Phi bị nhốt ở tầng hầm. Ta tìm thấy em ấy rồi. Tiểu tử, trực tiếp nhắc tòa kiến trúc này lên sẽ làm cô ấy bị thương. Có lý, nếu kiến trúc sụp đổ, Phi Phi sẽ bị trọng thương. Vậy ta sẽ đích thân xuống đó đón em ấy. Men dùng cánh lao với vận tốc tên lửa, đâm xuyên qua đất đá. Phi Phi cảm nhận được có chấn động. Là động đất sao? Hở. Bay lên rồi, dây thừng đã được mở ra. Men đáp xuống trước mặt em gái. Tình huống gì vậy? Ấy. Phi Phi, xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi. Phi Phi bây giờ mới nhìn kỹ được người đó là anh mình. Phi Phi, anh về rồi. Anh là... Anh trai, anh vẫn còn sống. Anh về rồi, không cần lo lắng nữa. Ý, anh, sau lưng anh là cái gì vậy? Lát nữa sẽ nói chi tiết cho em biết. Hiện giờ, anh mang em ra ngoài trước. Men bế em gái lao thẳng ra bên ngoài. Phi Phi không sao rồi. Anh bảo đảm với em, về sau trên thế giới này, sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa. Phi Phi, cậu không sao chứ? Y và Lâm, Khải Thụy. Tôi không sao. Phi Phi, cậu không sao đúng là tốt quá. Anh cậu thật sự rất lợi hại. Mọi người đều không sao, tốt quá rồi. Các quý vị khán giả, Từ Khuyết đã cứu được Từ Phi Phi. Gia tộc La Tư Thiết Nhĩ Đức tàn ác.
ý đồ cướp đoạt thành quả nghiên cứu của Từ Phi Phi và cấy virus gây bệnh, hòng điều khiển cả thế giới. Thuốc có nhiễm virus gây bệnh suýt nữa đã lan ra toàn cầu rồi. Nếu chúng ta sử dụng, thì chẳng phải sẽ bị gia tộc này khống chế sao? May mắn Từ Khuyết ra tay tiêu diệt bọn họ, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh ấy đúng là anh hùng của nước Z chúng ta. Nước em đúng là chẳng ra sao vậy mà lại để mặc gia tộc này lớn mạnh. Em nhầm rồi, người đứng đằng sau nước em chính là gia tộc này. Tướng quân xem, Từ Khuyết này có sức mạnh vô biên, nhưng lại làm việc vì dân, vì nước. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì cậu ta không phải là ma đầu muốn thống trị thế giới. Vậy, chúng ta còn can điều tra nữa không? Không cần nữa, thứ cần biết chúng ta đều biết cả rồi. Thiếu niên chết 6 năm trước mang sức mạnh thần bí quay lại, nói với tất cả cơ quan trọng nước đừng quấy rầy cậu ấy, cơn giận của cậu ấy không ai có thể chịu nổi đâu. Rõ. Ở phía bên này Hồng Nhan vẫn đang hăng say chơi trò bắn phi thuyền. Tiên nữ đã chiến đấu một mình rất lâu rồi. Cô ấy mạnh quá. Anh, tiên nữ kia đến cùng anh sao? Cô bé ngốc, gọi tiên nữ xa lạ quá, gọi chị dâu đi. Chị dâu, sau lưng anh có một đôi cánh, lại có thể ngư không phi hành, cơ thể lại có thể xuyên thủng căn cứ địa. Mấy năm nay rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Phi Phi, anh biết trong lòng em có rất nhiều điều thắc mắc. Đợi anh giải quyết xong chuyện này, về nhà sẽ nói rõ ràng với em. Được. Tiểu cô nương, có cần giúp không? Vũ khí của phàm nhân đến nhiều hơn nữa cũng không thể tạo thành uy hiếp với ta. Phi Phi không sao chứ? Hoàn toàn không sao. Nhưng ta chưa phát hiện ra Lai Vạn, có thể hắn đã kịp chuồn trước khi chúng ta đến rồi. Vậy thì phá hủy chỗ này đi, trong căn cứ địa này chắc có không ít thành quả nghiên cứu của họ. Ta cũng đang có ý này. Có vật thể đang bay về phía này. Là bom nguyên tử. Lai Vạn điên rồi sao? Đây là địa phận nước em đấy. Dùng bom nguyên tử tấn công chúng ta, trăm dặm quanh dây đều sẽ trở thành bình địa. Làm sao đây, chúng ta không thoát được rồi. Mọi người yên tâm. Chúng ta có pháp thuật của lão Từ bảo vệ, cho dù là bom nguyên tử, thì cũng không thể tổn thương được chúng ta. Chú à, chú đừng giả vờ nữa, chú toát hết mồ hôi rồi kìa. Đáng ghét, sao mình lại không giả vờ được thế? Mà ai là chú chứ, rõ ràng mình bằng tuổi lão Từ. Tiểu tử, đối phương muốn tiêu diệt chúng ta và cả căn cứ địa. Mặc kệ hắn, ta vốn không có hứng thú với máy nghiên cứu của hắn. Chỉ uy lực của bom nguyên tử thôi vẫn chưa đủ. Tiểu cô nương, bảo vệ bọn họ, để ta tăng thêm hỏa lực. Mọi người yên tâm, sẽ không sao đâu. Men giơ tay đón lấy tên lửa. Lai Vạn, hãy nếm thử chiêu. Ném bom nguyên tử của ta. Men ôm quả tên lửa ném vào căn cứ địa của lão Lai Vạn, được thêm hỏa lực tiếng nổ ầm ầm vang một vùng rộng lớn. Sau khi phá hủy căn cứ địa, Phi Phi tạm biệt hai người Y Phù Lâm. Theo Từ Khuyết về nước Z, cuộc sống lại yên bình trở lại. Thú vị thật, người trong hộp trông như thật đấy. Đây là TV, có rất nhiều chương trình, cô muốn xem chương trình nào cũng được. Chị dâu chưa từng nhìn thấy TV sao? Tiên nữ đúng là không nhiễm khói lửa trần gian. Tiểu cô nương, cô ngồi nghỉ ngơi đi, ta và Phi Phi vào phòng nói chuyện. Ừm, hai người đi đi, TV này thật thú vị. Hồng Nhan nhà ta sắp mê xem TV như đám trẻ con bây giờ rồi. Một đêm này, Từ Khuyết và Từ Phi Phi nói chuyện thâu đêm. Từ Khuyết đã kể hết chuyện sau khi xảy ra tai nạn xe, xuyên đến tu tiên giới. Những chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Sự giằng co giữa các thế lực lớn, làm thế nào để vượt qua khó khăn, cuối cùng quay về trái đất. Từ Phi Phi nghe được những chuyện này, rất lâu không nói ra được thành lời. Những chuyện này vượt ngoài khả năng lý giải của cô ấy, không ngờ trên đời này lại tồn tại sức mạnh như thế. Mà loại thuốc Phi Phi hết lòng nghiên cứu ở tu tiên giỏi chẳng qua chỉ là đan dược bình thường. Không ngờ anh trai lại trải qua những việc này. Chuyện này quả là quá thần kỳ. Phi Phi, tới đây anh còn phải quay lại tu tiên giới, trái đất quá nhỏ, không thể chứa được bọn anh. Vậy em lại phải xa anh nữa sao? Cô bé ngốc, nghĩ gì thế, anh nhất định sẽ đưa em đi theo. Trái đất thiếu linh khí, sau khi em theo anh đến tu tiên giới, anh sẽ dẫn em nhập môn. Em cũng có thể tu tiên sao? Tất nhiên có thể. Em rất mong đợi. Mà lúc này, bên ngoài trái đất, ba cỗ quan tài gỗ từ từ đến gần trái đất. Chính là mấy cỗ quan tài bay vào phá không phù của thiên nhân tộc. Ba chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong nhất đã từ bỏ việc tiếp tục tu luyện, lựa chọn ngủ say là để vào thời khắc quan trọng, ra tay bảo vệ tộc nhân. Vậy mà tiểu tử này lại dám xông vào lãnh địa thiên nhân, đoạt đi chìa khóa truyền thừa của chúng ta, tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm được tung tích của hắn. Đại thừa kỳ cuối chiến thần thượng cổ thiên nhân tộc. Sư huynh, nếu không phải huynh bay quá nhanh, trực tiếp vượt qua, mà chỉ bám theo phía sau, thì chúng ta sớm đã một lưới bắt gọn. Câm miệng. Ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, chính là nơi này. Một chút linh khí cũng không có, đúng là vùng hoang mạc. Đi, bắt hắn lại. Hắn ta đang hung hăng lao vào thì đập mặt vào cấm chế giống như Men. Bộp.
sao lại có cấm chế? Đây là đại trận thượng cổ, không có nội ứng thì không thể đột phá được. Đáng ghét, nơi này không có linh khí, sao lại có cấm chế kiểu này? Mau che giấu khí tức, đừng để hắn phát hiện. Men đã cảm nhận được dao động bên ngoài cấm chế. Tiểu tử, làm sao thế? Ta cảm nhận được cấm chế đột nhiên bị người ta tấn công. Nhưng khi nhìn lại, thì tại lại chẳng thấy ai. Sau khi ngươi tiếp nhận cấm chế, thì có thể cảm nhận được tình hình của nó sao? Phải, nếu có người cưỡng chế đột phá, thì ta sẽ biết. Mặc kệ đi, có thể là giác vũ trụ, chúng ta đi tiếp đi. Đây chính là nơi ta học đại học. Đại học là cái gì? Chính là nơi người bình thường học kiến thức. Thế giới này không có tu sĩ, người bình thường muốn thăng cấp, thì chỉ có thể thông qua việc đọc sách. Vậy có vẻ rất công bằng. Phong cách kiến trúc của quê hương ngươi thật độc đáo, ta thấy rất đẹp. Kỳ lạ, ta cảm nhận được một luồng linh khi đang sản sinh cộng hưởng với tiên khí, trong cơ thể ta. Có thể cộng hưởng với tiên khi không phải là chỉ có tiên khi thôi sao? Tiểu tử, tiên khi này của ta không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Đây là kiếp trước mẫu thân tặng cho ta, năm đó chính vì tiên khí này, nên ta mới được luân hồi chuyển thế. Bây giờ nó sản sinh cộng hưởng có lẽ là đã cảm nhận.